Xin chào các bạn, tôi là Phùng Văn Hòa. Tôi muốn đem tới cho các bạn một bất ngờ lớn trong khoa học với những video mà các bạn sẽ xem sau đây. Tôi sẽ chứng minh ánh sáng là sóng dọc. Nói chính xác hơn, ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng dọc. Tôi không đưa ra đây một quan niệm mới, thay vào đó, tôi chỉ rõ bản chất của ánh sáng. Đây là công trình nghiên cứu khoa học mà tôi đã tự tiến hành từ hơn 10 năm trước và các video này là kết quả của nghiên cứu đó. Tôi sẽ cho các bạn thấy mâu thuẫn của Einstein trong lý luận về ánh sáng của ông ấy. Phân tích cho các bạn rõ sai sót trong thí nghiệm của Thomas Young và một số thí nghiệm ánh sáng khác. Tôi tạo những video này thành hai phiên bản, một dành cho người Việt và một phiên bản có phụ đề tiếng Anh dành cho các bạn quốc tế. Tôi xin chân thành cảm ơn nhiều bạn đã thực hiện các thí nghiệm về sóng, tạo các video và đưa các hình ảnh liên quan đến chủ đề này lên mạng để tôi sử dụng cho việc chứng minh ánh sáng là sóng dọc. Điều này giúp làm tăng tính khách quan cho nghiên cứu của tôi. Trước khi đi vào chi tiết, tôi có một đề nghị nhỏ nhỏ là xin các bạn đừng vội vàng đánh giá khi chưa hiểu được những điều tôi nói, bởi tôi phải sử dụng rất nhiều lập luận, nhiều thí nghiệm khoa học và một số ứng dụng thực tế, bao gồm cả các thiết bị mà các bạn đang sử dụng để làm sáng tỏ điều tôi muốn nói với các bạn. Chủ đề này khá rộng lớn và tôi phải làm nhiều video, các bạn đăng ký kênh để được theo dõi liên tục. Vâng, có thể các bạn đã biết hiện đang tồn tại nhiều quan niệm, nhiều nghiên cứu về ánh sáng đã được các nhà khoa học thực hiện và đề xuất. Như ánh sáng là sóng điện từ, ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt, ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt hay là ánh sáng là hạt di chuyển dưới dạng sóng. Hiện nay, giới khoa học đang muốn khép lại vấn đề ánh sáng khi cho rằng ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt, bất chấp những bất cập còn tồn tại trong mối quan niệm về sự di chuyển của ánh sáng đang thịnh hành. Mối quan niệm phù hợp với thực tế trong trường hợp này nhưng lại không phù hợp với thực tế trong trường hợp khác là một minh chứng cho sự chưa đúng của các mối quan niệm đó. Thưa các bạn, ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy mọi thứ, giúp chúng ta nhận thức thế giới, nhưng chúng ta lại không nhìn thấy ánh sáng. Chính vì không nhìn thấy ánh sáng nên ánh sáng trở thành bí hiểm. Khám phá về ánh sáng sẽ giúp chúng ta biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về vũ trụ, về chính cuộc sống của chúng ta và giúp chúng ta sống tốt hơn. Để có thể đi sâu vào vấn đề chính, tôi chỉ nêu sơ lược các quan niệm về bản chất của ánh sáng của người xưa và của các nhà khoa học. Tôi cũng chỉ nêu một số trong đó có ảnh hưởng lớn tạo nên hai trường phái, đó là hai quan niệm, ánh sáng là sóng ngang và ánh sáng là hạt. Mỗi quan niệm đều đưa ra các lý lẽ để bảo vệ quan niệm của mình, nhưng lại không đủ lý lẽ để bác bỏ quan niệm kia. Quan niệm ánh sáng là sóng dọc được đề xuất bởi Christian Huygens, nhà vật lý học người Hà Lan. Ông cho rằng ánh sáng lan truyền trong không gian cũng giống như sóng được sinh ra khi ta ném một viên đá xuống ao, nó sẽ chuyển trên khắp mặt nước. Quan niệm ánh sáng là sóng được củng cố thêm bởi kết quả thí nghiệm hai khe của Thomas Young, người Anh, và Augustin Fresnel, người Pháp. Fresnel là người đầu tiên cho rằng ánh sáng là sóng ngang chứ không phải là sóng dọc. Có rất nhiều thí nghiệm có vẻ đã chứng minh được rằng ánh sáng là sóng ngang. Và với James Clerk Maxwell, nhà vật lý người Anh, thì ánh sáng chính là cuộc hôn phối giữa điện và từ, hay ánh sáng là sóng điện từ chứ không phải là sóng cơ học. Quan niệm ánh sáng là hạt được đề xuất bởi Newton khi ông phát hiện ánh sáng trắng sẽ chuyển thành bảy sắc cầu vồng khi đi qua một lăng kính. Newton quan niệm ánh sáng có tính chất hạt. Hạt ánh sáng được coi như những dòng hạt đặc biệt nhỏ bé được phát ra từ các vật phát ánh sáng và bay theo đường thẳng trong môi trường đồng chất. Nhưng Newton đã không bảo vệ được quan niệm này khi xuất hiện thí nghiệm của Thomas Young. Một thí nghiệm làm xuất hiện quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng mà cụ thể là sóng ngang do kết quả thí nghiệm cho thấy xuất hiện các vân sáng tối xen kẽ như hiện tượng giao thoa. Tôi sẽ mô phỏng lại thí nghiệm này và chỉ ra sai lầm của nhận định từ thí nghiệm đó của các nhà khoa học.
Quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt được Einstein nêu lại và được bảo vệ bởi định luật quang điện và hiện tượng phản xạ. Với sự ra đời của định luật quang điện thì rất khó để nói rằng ánh sáng không di chuyển dưới dạng hạt bởi sự chính xác của định luật này và rất nhiều ứng dụng của hiện tượng quang điện. Einstein cũng được nhận giải Nobel cũng từ định luật này. Nhưng Einstein cũng không bác bỏ được hoàn toàn quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng điện từ khi không thực hiện lại thí nghiệm của Thomas Young, không giải thích được hiện tượng khúc xạ và một số hiện tượng ánh sáng khác. Đây là một thực tế chỉ ra sự bất ổn của quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt. Sự tồn tại đồng thời hai quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt và di chuyển dưới dạng sóng ngang trên cơ sở khó bác bỏ của mỗi quan niệm đã dẫn đến các quan niệm dung hòa. Ánh sáng có lưỡng tính song hạt, hoặc như theo Broccoli, ánh sáng là hạt di chuyển dưới dạng sóng. Quan niệm ánh sáng có lưỡng tính song hạt chỉ mô tả được về hiện tượng mà chưa nêu được bản chất của ánh sáng. Còn quan niệm của Broccoli không được nhiều người ủng hộ bởi nó không mô tả được quỹ đạo di chuyển của hạt ánh sáng. Vậy những quan niệm này thật sự đã ổn thỏa hay chưa? Và nó giúp chúng ta dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh di chuyển của ánh sáng hay không? Tôi sẽ làm rõ điều này. Trước tiên, tôi muốn cho các bạn thấy sự bất ổn của quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt qua hai mô hình sau. Mô hình đầu tiên là cho ánh sáng chiếu xuyên qua một cái bình chân không bằng thủy tinh. Những ai đã học vật lý đều có thể đã biết rằng tốc độ di chuyển của ánh sáng trong chân không xấp xỉ 300.000 km/giây và trong thủy tinh xấp xỉ 210.000 km/giây. Einstein đã dựa trên những thực nghiệm đo đạc tốc độ ánh sáng trong chân không để đưa ra tiên đề 2 của thuyết tương đối hẹp. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu nguồn phát ánh sáng nằm bên trong bình chân không như tôi vẽ TSC1 thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng khi nguồn phát ánh sáng nằm bên ngoài và tia sáng đi xuyên qua bình thì vấn đề sẽ khác. Ở đây, tôi bỏ qua yếu tố khúc xạ và sự chính xác của tốc độ ánh sáng qua các môi trường khác nhau vì điều này không cần thiết cho mô hình. Điều tôi muốn các bạn chú ý là sự thay đổi tốc độ di chuyển của ánh sáng tại các vị trí thay đổi môi trường. Khi đi từ môi trường không khí vào môi trường thủy tinh, tốc độ ánh sáng giảm do chiết quang của thủy tinh lớn hơn không khí. Khi đi vào vùng chân không bên trong bình, tốc độ ánh sáng tăng lên do chiết quang của chân không thấp hơn. Nếu như ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng thì việc nó tăng tốc đột ngột từ 210.000 km/giây lên 300.000 km/giây không có gì phải bàn cãi vì đây là tính chất của sóng. Tốc độ di chuyển của sóng không phụ thuộc vào năng lượng sóng mà phụ thuộc vào môi trường truyền sóng. Còn ở đây, chúng ta đang xét tới sự di chuyển dưới dạng hạt của ánh sáng. Theo Einstein, hạt ánh sáng có khối lượng khi di chuyển. Mà chúng ta đã biết rằng, để thay đổi tốc độ di chuyển của một hạt hay một vật thể có khối lượng, thì phải cung cấp cho nó một gia tốc. Mà muốn có gia tốc thì phải có một lực đặt vào hạt hay vật thể đó. Đặt một lực lên hạt là cung cấp cho hạt năng lượng để thay đổi tốc độ di chuyển. Tại sao cần có năng lượng để tăng tốc cho hạt ánh sáng? Câu hỏi này được suy ra từ chính công thức nổi tiếng của Einstein, E bằng MC bình phương. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn việc đặt một lực vào hạt ánh sáng dưới tác dụng của trường hấp dẫn trong mô hình mà tôi sẽ trình bày sau. Còn ở đây, một câu hỏi lớn là hạt ánh sáng lấy năng lượng ở đâu để tăng tốc từ 210.000 km/giây lên 300.000 km/giây khi nó đi từ vỏ bình thủy tinh vào vùng chân không bên trong bình và tăng tốc rất đột ngột. Nếu không trả lời được câu hỏi này thì không thể bảo vệ được quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt. Có ai trả lời được câu hỏi này không? Tôi đưa ra đây thêm một cơ sở nữa cho câu hỏi này. Các hạt ánh sáng hay các photon theo cách gọi của Einstein được giải phóng từ các điện tử khi các điện tử này chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp trong các phân tử. Phần năng lượng chênh lệch giữa mức cao và mức thấp này là năng lượng ban đầu cung cấp cho các hạt ánh sáng di chuyển với tốc độ 300.000 km/giây. Các điện tử này chính là nguồn sáng. Khi tia sáng đi qua vỏ bình thủy tinh, nó không những không được cung cấp thêm năng lượng mà còn bị mất năng lượng do tương tác với vỏ bình thể hiện qua việc làm nóng vỏ bình. Việc hạt ánh sáng bị mất năng lượng lại có thể tự tăng tốc sau khi đi ra khỏi vỏ bình là điều rất vô lý trong khoa học. Thật đáng tiếc khi đã không có ai nêu điều này cho Einstein khi ông ấy còn sống. Chúng ta còn thấy một lần tăng tốc nữa của ánh sáng trong mô hình này khi tia sáng thoát ra khỏi vỏ bình và đi vào môi trường không khí bên ngoài bình.
Tôi không đi sâu vào các kiến thức vật lý liên quan đến vấn đề này mà chuyển sang mô hình thứ hai là mô hình thấu kính hấp dẫn. Khái niệm thấu kính hấp dẫn do Einstein đưa ra dựa trên quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt. Theo Einstein, các hạt ánh sáng khi di chuyển gần các thiên thể và trong vùng tác dụng của trường hấp dẫn của thiên thể đó sẽ bị lực hấp dẫn của thiên thể làm lệch hướng di chuyển và hội tụ tạo nên thấu kính hấp dẫn. Có một quan sát thực hiện trong năm 1919, cách đây 100 năm trước, dường như đã chứng minh cho quan niệm này và lực hấp dẫn bẻ cong đường đi của tia sáng hiện vẫn đang được sử dụng để xác định khối lượng vật chất tối. Chúng ta đã biết rằng các vật thể có khối lượng nằm trong trường hấp dẫn của quả đất nói riêng và các thiên thể nói chung sẽ chịu một lực hấp dẫn, khiến chúng bị kéo về phía thiên thể đang áp đặt lực hấp dẫn lên chúng. Lực hấp dẫn này cung cấp cho vật thể một gia tốc được gọi với một tên riêng là gia tốc rơi tự do. Độ lớn của nó được tính bằng công thức G như trong hình vẽ. Gia tốc rơi tự do mà trái đất của chúng ta tác động lên mọi vật thể trong trường hấp dẫn của nó, nếu tôi nhớ không nhầm, là khoảng 9,8 m trên giây bình phương. Các hạt ánh sáng di chuyển theo quan điểm của Einstein là có khối lượng. Trước khi chúng đi vào vùng ảnh hưởng của lực hấp dẫn, chúng di chuyển theo đường thẳng. Gia tốc của chúng theo mọi hướng bằng 0. Vận tốc của chúng C bằng 300.000 km trên giây. Chúng ta có thể gọi đây là sơ tốc của hạt ánh sáng. Khi di chuyển trong trường hấp dẫn, lực ép tác động lên các hạt ánh sáng như trong hình vẽ. Độ lớn của lực tỷ lệ với tích của hai khối lượng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai vật thể mà các bạn nhìn thấy ở đây. Trong công thức, G là hằng số hấp dẫn. Lực ép có thể phân tích thành hai lực F1 và F2. Trong đó, lực F1 cung cấp gia tốc theo phương tác dụng của lực F1 làm tăng tốc độ di chuyển của hạt ánh sáng theo phương này lên từ mức 0 và do đó làm hướng tia sáng. Các tia sáng ở phía đối diện bị uốn cong theo chiều ngược lại tạo nên thấu kính hấp dẫn. Một câu hỏi được đặt ra là nếu lực hấp dẫn của các thiên thể cung cấp gia tốc rơi tự do cho các hạt ánh sáng đi gần chúng thì có cung cấp gia tốc đó cho các hạt ánh sáng đi thẳng vào thiên thể không? Tôi thể hiện trên hình vẽ bằng tia SC2 vuông góc với tiếp tuyến của bề mặt của thiên thể. Và tôi muốn dừng lại một chút để cho các bạn suy nghĩ về câu hỏi này. Xin quay lại vấn đề. Tôi không biết có bao nhiêu người trả lời là có và bao nhiêu người trả lời là không, bởi sẽ xảy ra những vấn đề cho mỗi câu trả lời. Những ai trả lời có là những người sẽ phủ định tiên đề 2 trong thuyết tương đối hẹp của Einstein. Tiên đề này phát biểu như sau: tốc độ ánh sáng trong chân không là đại lượng không đổi trong tất cả các hệ quy chiếu quan tính. Điều này có nghĩa là khi một hạt ánh sáng bay từ mặt trời lao thẳng vào trái đất trong một cái ống chân không sẽ không hề thay đổi tốc độ của nó trong suốt quãng đường từ mặt trời đến trái đất. Đây là điều vô lý, bởi hạt ánh sáng, theo Einstein, khi đang di chuyển sẽ có khối lượng. Mà đã có khối lượng thì nó sẽ chịu tác dụng của trường hấp dẫn. Nó sẽ nhận được một gia tốc dương hay âm tùy thuộc vào hướng di chuyển của nó là cùng hay ngược chiều với lực hấp dẫn. Công thức tính vận tốc của hạt ánh sáng trong trường hợp này sẽ là V bằng C cộng GT. Như vậy, với vận tốc ban đầu là 300.000 km trên giây và nhận thêm gia tốc tạo bởi lực hấp dẫn thì hạt ánh sáng sẽ không thể duy trì tốc độ là một hằng số khi di chuyển thẳng từ mặt trời đến trái đất. Nó sẽ di chuyển chậm dần trong trường hấp dẫn của mặt trời và tăng lên khi đi vào trường hấp dẫn của trái đất. Và như vậy, tiên đề 2 của Einstein đã bị những người nói trường hấp dẫn có tác động lên sự di chuyển của hạt ánh sáng bác bỏ. Và trong số những người này tôi vui mừng thông báo là có cả Einstein. Và hơn thế nữa, ông là người đầu tiên bác bỏ tiên đề 2 khi ông ấy đề xuất thấu kính hấp dẫn. Nếu các bạn nhìn vào mô hình thì sẽ còn thấy tia S1 đi gần thiên thể còn được tăng tốc theo phương di chuyển bởi lực F2 phân tích ra từ lực F. Có nghĩa là tất cả các hạt ánh sáng khi đi vào vùng tác dụng của trường hấp dẫn của thiên thể đều được tăng tốc. Và nếu sơ tốc ban đầu là 300.000 km/giây thì chúng ta có tốc độ vượt tốc độ tối đa được Einstein quy định. Hiệu ứng tăng vận tốc bởi lực hấp dẫn được áp dụng trong thực tế cho nhiều con tàu khám phá vũ trụ, khám phá sao Mộc khi các nhà khoa học thiết kế quỹ đạo bay cho các con tàu đó đi gần các hành tinh. Các bạn thấy đấy,
Một con tàu vũ trụ có khối lượng khổng lồ so với một photon vẫn tăng tốc được bởi lực hấp dẫn, thì không có lý do nào cản trở tốc độ hạt ánh sáng vượt quá giới hạn quy định của Einstein khi chiếu một tia sáng từ một máy bay đang bay xuống mặt đất. Các bạn cũng không nên nói rằng đường đi của tia sáng cong là do nó di chuyển trong không gian bị uốn cong, bởi Einstein là người thông minh. Ông ấy đã sử dụng khái niệm thấu kính hấp dẫn, chứ không phải khái niệm khác, một cái tên khác để mô tả hiện tượng này để tránh vấp phải những câu hỏi khó. Những ai trả lời là không thì sẽ bảo vệ được tên lẻ 2 của thuyết tương đối hẹp của Einstein, nhưng sẽ được xếp vào đội ngũ những người chống lại hiệu ứng tạo nên thấu kính hấp dẫn của các thiên thể, đồng thời bác bỏ luôn sự tồn tại của vật chất tối, bởi việc xác định sự tồn tại của vật chất tối dựa trên hiệu ứng thấu kính hấp dẫn. Thưa các bạn, có lẽ tôi không cần trình bày thêm mà muốn đưa ra nhận định rằng đã có rất nhiều người khi theo dõi đến đây đã nhận ra một vấn đề nghiêm trọng trong nhận thức hiện nay xuất phát từ mâu thuẫn trong lập luận của Einstein. Vâng, Einstein đã tự mâu thuẫn với chính mình khi vừa đưa ra tiên đề 2 trong thuyết tương đối hẹp, vừa đưa ra quan niệm trường hấp dẫn bẻ cong đường đi của tia sáng. Đây là hai sự đối lập không thể dung hòa với nhau được. Chúng phủ định lẫn nhau và chỉ có một trong chúng có thể tồn tại. Vậy điều nào trong hai điều này tồn tại được? Câu trả lời là tiên đề 2 có cơ hội tồn tại nhiều hơn, còn thấu kính hấp dẫn thực tế là không hề tồn tại. Sự bẻ cong tia sáng đi gần mặt trời quan sát được trong năm 1919, một quan sát giúp Einstein nổi tiếng, đơn giản chỉ là sự khúc xạ của tia sáng khi di chuyển qua các môi trường khác nhau, chứ không phải là hiệu ứng của lực hấp dẫn. Các tia sáng bị bẻ cong bởi các lớp khí quyển của các thiên thể, các khối khí lạnh khổng lồ trong vũ trụ, do sự khúc xạ chứ không phải là do lực hấp dẫn. Chỉ có thấu kính khoa học chứ không có thấu kính hấp dẫn. Ngay trên mặt đất, hàng ngày chúng ta đều được chứng kiến sự bẻ cong ánh sáng mặt trời vào lúc sáng sớm và lúc hoàng hôn. Sự bẻ cong tia sáng bởi sự khúc xạ giúp chúng ta nhìn thấy mặt trời trước khi nó nhô lên khỏi đường chân trời và sau khi nó đã lặn. Không công nhận sự tồn tại của thấu kính hấp dẫn cũng có nghĩa là không công nhận sự di chuyển dưới dạng hạt của ánh sáng. Mà không công nhận sự di chuyển dưới dạng hạt của ánh sáng cũng có nghĩa là phủ định định luật quang điện. Mà định luật quang điện của Einstein là cái không thể phủ định. Đây là những mâu thuẫn trong nhận thức của nhân loại đến thời điểm này, và chỉ đến thời điểm này bởi nó đã được giải quyết. Sự giải quyết đó thể hiện ngay trong tiêu đề của những video clip này, đó là ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng dọc. Câu hỏi đặt ra là tại sao ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng dọc mà không phải là sóng ngang? Sự di chuyển dưới dạng sóng dọc sẽ giúp giải quyết được mâu thuẫn vừa nêu như thế nào? Cũng xin nói thêm rằng tôi không phải là người đầu tiên đưa ra quan điểm ánh sáng là sóng dọc. Tôi chỉ chứng minh điều này. Các bạn đăng ký kênh để sớm nhận được những video tiếp theo và chia sẻ cho mọi người biết, bởi nó sẽ dẫn đến sự thay đổi về nhận thức. Tôi đã đưa ra câu hỏi tại sao ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng dọc mà không phải là sóng ngang. Thực ra còn có rất nhiều câu hỏi, ví dụ như ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng dọc phù hợp như thế nào với định luật quang điện, hay môi trường cho ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng dọc là gì, vân vân. Có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp, tôi sẽ lần lượt giải đáp cho các bạn. Để hiểu rõ hơn về phương thức di chuyển của ánh sáng dưới dạng sóng dọc, tôi muốn nói qua về sóng, hay chính xác là sự di chuyển dưới dạng sóng. Câu hỏi đầu tiên về sóng chắc chắn sẽ là câu hỏi sóng là gì. Có một khẳng định thế này: chúng ta từng giờ, từng phút, cả trong khi làm việc lẫn khi vui chơi, và cả trong lúc ăn, uống, ngủ, nghỉ, đang ngập chìm trong rất nhiều loại sóng khác nhau. Đó là sóng âm thanh, sóng truyền hình, sóng truyền thanh, sóng của các trạm thu phát điện thoại di động, sóng từ thiết bị Wi-Fi, vân vân, và cả sóng ánh sáng nữa. Có loại sóng mà chúng ta có thể nhìn thấy như sóng nước, có loại sóng chúng ta chỉ cảm nhận được như âm thanh, ánh sáng. Có loại sóng chúng ta không cảm nhận được và cũng không thể xác định được sự tồn tại của chúng nếu không có thiết bị thích hợp, như là sóng điện từ. Sóng giúp chúng ta nghe, nhìn, nhận thức thế giới xung quanh. Nói chung, sóng có rất nhiều lợi ích, và tất nhiên có cả sóng gây tác hại khủng khiếp như sóng thần. Trong văn thơ, nhiều khi người ta cũng dùng đến sóng, như là sóng cuộn trong lòng, mối tình sóng gió. Ở đây chúng ta đang xét đến sóng trong tự nhiên, sóng vật lý. Còn sóng trong cuộc sống thì để các nhà văn, nhà thơ giải đáp. Vậy sóng là gì? Theo Wikipedia tiếng Việt, chuyển động sóng hay ngắn gọn hơn là sóng là sự lan truyền của dao động. Trong vật lý, sóng có thể mang theo năng lượng lan truyền trong nhiều môi trường khác nhau.
có thể bị đổi hướng bởi khúc xạ, phản xạ, tán xạ, nhiễu xạ và thay đổi năng lượng bởi hấp thụ, bức xạ, hay thậm chí là thay đổi cấu trúc như thay đổi tần số bởi môi trường phi tuyến tính, vân vân. Vâng, sóng là sự lan truyền của dao động. Với những người đã được học thì không khó để hiểu định nghĩa này. Còn ai chưa được học đến thì tôi nói ngắn gọn thế này về dao động. Chúng ta buộc một vật nặng vào một sợi dây và treo lên, sau đó đẩy vật nặng này lệch khỏi vị trí cân bằng ban đầu của nó. Vật nặng sẽ chạy qua trở lại vị trí ban đầu bị treo, ta gọi sự chuyển động qua lại tại một vị trí là dao động. Chúng ta gảy đàn, dây đàn rung lên là chúng ta có dao động. Lưu ý với các bạn một điều rất quan trọng. Theo định nghĩa về sóng trên đây thì dao động không phải là sóng, sóng không phải là dao động. Để có sóng nhất định phải có dao động, còn có dao động có thể không có sóng. Dao động là nguồn gốc của sóng. Một con lắc dao động bình thường không tạo ra sóng. Gảy đàn trong không khí, ta nghe được âm thanh của dây đàn khi nó dao động. Nhưng nếu dây đàn được gảy trong bình ở chân không thì dù nó có dao động mạnh đến mấy cũng không phát ra âm thanh. Điều này có nghĩa là còn có một yếu tố rất quan trọng trong việc tạo ra sóng, đó là phải có một môi trường để dao động có thể lan truyền. Điều kiện để có sóng là phải có dao động và môi trường để lan truyền dao động, hay còn gọi là môi trường truyền sóng. Không khí là môi trường lan truyền dao động do dây đàn tạo ra và nó là môi trường truyền sóng âm thanh. Khi các nhà khoa học trong thế kỷ trước cho rằng ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng qua thí nghiệm của Thomas Young và đo được tốc độ di chuyển rất cao của ánh sáng, họ đã cho rằng có một môi trường chuyển sóng ánh sáng là môi trường ET, một môi trường có độ đàn hồi rất lớn và cố định. Hai nhà khoa học Michael và Molly đã tiến hành thí nghiệm để tìm ra sự tồn tại của môi trường này nhưng không được. Đây là cơ sở để Einstein từ bỏ môi trường chuyển ánh sáng và đề xuất quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt. Nhưng Einstein cũng không thể phủ nhận được hoàn toàn tính chất di chuyển dưới dạng sóng của ánh sáng. Và vì không muốn từ bỏ quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt, Einstein đã chấp nhận quan niệm ánh sáng là hạt di chuyển dưới dạng sóng của Broglie. Một quan niệm rất khó tưởng tượng. Và nếu các bạn muốn bác bỏ quan niệm này thì các bạn có thể dùng hai mô hình mà tôi đã nêu ra trong video clip trước. Tôi muốn nói thêm là cả cách nói ánh sáng có lưỡng tính song hạt, một cách nói muốn bao hàm cả tính sóng và tính hạt của ánh sáng cũng không thể bảo vệ được trước hai mô hình đó. Cách nói này chủ yếu để mô tả tính chất của ánh sáng chứ không mô tả về sự di chuyển của ánh sáng. Điều kiện cần để có sóng là phải có môi trường chuyển sóng. Ánh sáng có tính chất sóng. Vậy môi trường chuyển sóng ánh sáng là gì? Khi môi trường ET theo giả thuyết đã không được tìm thấy, câu trả lời tôi sẽ trình bày trong phần sau. Trong video clip trước, tôi đã nói ánh sáng là sóng dọc. Tại sao là sóng dọc mà không phải là sóng ngang? Điều này là không khó chứng minh qua một số thí nghiệm và các ứng dụng thực tế. Để hiểu rõ hơn về sự di chuyển của ánh sáng, tôi muốn cùng các bạn tìm hiểu thêm về sóng, về bản chất của sóng. Sóng có hai dạng, sóng dọc và sóng ngang. Sóng dọc là sóng mà phương của dao động trùng với phương chuyển của sóng. Còn sóng ngang là sóng mà phương của dao động vuông góc với phương chuyển sóng. Ở trên tôi đang nói với các bạn là cần phân biệt rõ dao động và sóng. Bởi tôi đã gặp sự nhầm lẫn này ngay trong một số bài viết lưu hành trên Internet. Và đáng buồn hơn là nó lại tồn tại trong những bài viết có tính chất truyền thụ kiến thức. Tôi đã đọc được một bài viết của một giáo viên dạy vật lý rằng âm thanh là sóng dọc nhưng truyền trong kim loại lại là sóng ngang. Lý do mà giáo viên này đưa ra là khi rắc cát lên một tấm kim loại rồi gõ, ta sẽ thấy các hạt cát bay lên theo phương vuông góc với bề mặt của tấm kim loại. Tôi cũng gặp một bài viết nói rằng dao động của dây đàn là sóng ngang vì phương dao động của dây đàn vuông góc với dây đàn. Kiến thức vật lý cách đây hơn 40 năm của tôi đã giúp tôi phân biệt được sóng và dao động. Vậy mà với sự tiến bộ nhiều của khoa học và điều kiện học bây giờ tốt hơn đã không giúp được cho nhiều người phân biệt được dao động và sóng. Thậm chí là với sự phát triển của Internet, sự nhầm lẫn này còn được nhân lên gấp bội. Xin quay trở lại vấn đề đăng bàn. Tôi nêu ra đây hai mô hình đơn giản để mô tả hai dạng chuyển động sóng trong tự nhiên. Do tôi không biết lập trình để mô tả chuyển động của các phần tử dao động nên tôi vẽ hai mô hình tĩnh, các bạn cố hiểu. Mời các bạn xem mô hình tạo sóng ngang. Theo định nghĩa về sóng và điều kiện để có sóng, sóng cần có dao động và môi trường lan truyền dao động. Điều đó có nghĩa là phải có tập hợp các phần tử dao động
và các phần tử đó có thể tương tác với nhau để lan truyền dao động. Vật lý cho rằng môi trường truyền dao động là môi trường đàn hồi, bởi chỉ có sự đàn hồi mới đảm bảo sự trở về vị trí ban đầu của các phần tử dao động. Để có thể dao động, các phần tử dao động phải nhận được các lực dao động lên chúng để chúng có thể dịch chuyển rồi sau đó trở lại vị trí ban đầu. Trong song ngang, một phần tử dao động chịu lần lượt tác động của 4 lực. Lực F1 theo hướng di chuyển của sóng và là lực đầu tiên mà phần tử dao động nhận được. Lực F2 tác dụng ngược lại F1. Lực E1 và E2 tác dụng theo phương vuông góc với phương di chuyển của sóng. Trong thực tế, các lực trên có thể là tổng hợp của nhiều lực khác nhau đang tác động lên phần tử dao động theo những hướng khác nhau. Sự dao động được thực hiện theo hướng của lực có cường độ mạnh nhất và đây là nguyên nhân tạo nên hiện tượng tán xạ. Vai trò của các lực như sau. Lực F1 làm cho phần tử dao động theo phương di chuyển của sóng. Nó là lực do nguồn tạo sóng cung cấp và được chuyển đi lần lượt qua các phần tử kế tiếp nhau trong môi trường thông qua tương tác lẫn nhau giữa các phần tử đó để hình thành nên sóng. Lực F2 đảm bảo cho phần tử dao động quay lại vị trí ban đầu. Lực F2 có thể là phản lực từ phần tử dao động kế tiếp, hoặc một vật cản tác động ngược lại, hoặc do tương tác liên kết giữa các phần tử trong môi trường, hoặc từ các tác động khác. Lực E1 làm cho phần tử dao động di chuyển theo phương ngang. Nó có thể do nguồn tạo sóng cung cấp, như trong sóng điện từ, hoặc là hiệu ứng phát sinh của môi trường truyền sóng sau khi có tác động của lực F1. Lực E2 có tác dụng giống F2. Trong sự hình thành của sóng trên mặt nước, lực E2 là lực hút của trái đất. Sự tác động lần lượt của các lực trên lên phần tử dao động làm cho các phần tử dao động di chuyển theo quỹ đạo hình elip hoặc hình tròn, tùy thuộc vào tỷ lệ giữa các lực theo hai phương. Độ dài của các trụ elip cũng phụ thuộc vào độ lớn của các cặp lực. Nếu cường độ của cặp lực F rất lớn so với cặp lực E, thì sóng gần giống với sóng dọc là chuyển theo đường thẳng. Việc nói rằng trong sóng ngang, các phần tử dao động theo phương vuông góc với phương di chuyển của sóng chỉ là cách nói để phân biệt với sóng dọc. Dạng sóng ngang mà chúng ta dễ nhận thấy nhất là sóng nước. Các bạn có thể tìm kiếm được rất nhiều hình ảnh sóng nước trong Internet. Đây là hình ảnh sóng nước được tạo ra khi có một giọt nước rơi xuống bề mặt nước. Sau đây mời các bạn xem mô hình sóng dọc. Trong sóng dọc, phần tử dao động chịu tác dụng của hai lực là F1 và F2. Nếu các phần tử trong môi trường dao động chỉ nhận tác động của hai lực này, thì sóng sẽ di chuyển hoàn toàn theo đường thẳng theo phương tác dụng của lực. Trong thực tế, thì điều này, nếu tồn tại, thì chỉ trong khoảng cách nào đó tùy theo tính chất của môi trường không đồng nhất, hoặc có nhiều sóng cùng loại trong một khu vực di chuyển theo các phương khác nhau. Âm thanh là sóng dọc, nhưng do thành phần không đồng nhất của không khí, do rất nhiều âm thanh đan xen nên ta có cảm giác sóng âm hành xử giống sóng ngang, như nghe tiếng nói của một người từ phía sau người đó, cùng một âm thanh có cường độ như nhau, nhưng ban ngày khó nghe rõ hơn ban đêm, vân vân. Tương tự trong sóng ngang, lực F1 do nguồn tạo sóng hoặc phần tử dao động liền kề phía trước cung cấp. Lực F2 là lực phản xạ do phần tử dao động liền kề phía sau và có thể cộng thêm lực khác do tương tác chung giữa các phần tử trong cùng môi trường hoặc có thể từ các tác động khác. Sự tồn tại của lực F2 là một điều kiện để xác định một chuyển động có là sóng hay không. Không tồn tại F2 hoặc F2 quá nhỏ để phần tử dao động không trở lại vị trí ban đầu thì chuyển động đó không phải là sóng. Ví dụ, trong trò chơi làm đổ các quân bài domino hay còn gọi là hiệu ứng domino, các quân bài sau khi bị đổ lần lượt do tác động của các quân bài phía trước, phản lực của quân bài phía sau không đủ để quân bài phía trước đứng thẳng đứng trở lại. Hoặc khi ném một hòn đá, sức cản của không khí không đủ làm cho hòn đá bật trở lại. Như vậy, ngoài điều kiện để có chuyển động sóng là có nguồn sóng và môi trường truyền sóng cũng đòi hỏi phải có điều kiện riêng, đó là môi trường truyền sóng phải có khả năng truyền được lực tác động từ nguồn dao động hay nguồn sóng tới lần lượt các phần tử dao động trong môi trường và môi trường phải có khả năng đưa các phần tử dao động trở lại vị trí ban đầu. Đây là hai điều kiện cần và đủ để hình thành chuyển động sóng. Tôi muốn nói thêm rằng trong tự nhiên có 3 dạng chuyển động, đó là chuyển động sóng, chuyển động nửa sóng và chuyển động di dời. Có lẽ các bạn ngạc nhiên về tên gọi các chuyển động này. Điều này cũng không khó hiểu bởi các bạn nếu được học thì cũng chỉ học về chuyển động sóng và chuyển động di dời. Thậm chí cái tên chuyển động di dời cũng do tôi mới nghĩ ra khi muốn nói về việc dịch chuyển cái bàn, ném một hòn đá, vân vân. Còn chuyển động sóng thì các bạn đã biết ở trên. Còn chuyển động nửa sóng là gì?
Và tại sao lại gọi là chuyển động nửa sóng? Vâng, hiệu ứng domino là chuyển động nửa sóng. Còn để hiểu tại sao lại gọi đó là chuyển động nửa sóng thì chúng ta cần biết những đặc điểm cơ bản của cả ba chuyển động này. Mời các bạn xem một ví dụ về chuyển động nửa sóng. Đặc điểm chung của cả ba chuyển động là sự di chuyển của năng lượng thông qua sự di chuyển của các phần tử vật chất. Đây là bản chất của mọi chuyển động trong tự nhiên. Năng lượng không thể tự di chuyển. Sự di chuyển của năng lượng thông qua sự di chuyển của vật chất. Và chỉ có sự chuyển động của vật chất thì năng lượng mới được truyền tải từ nơi này đến nơi khác. Ngược lại, vật chất sẽ không thể chuyển động nếu không có năng lượng. Đây là một biểu hiện của mối quan hệ đặc biệt giữa vật chất và năng lượng. Và tôi sẽ trình bày trong dịp khác. Năng lượng sinh ra lực, phần tử vật chất tiếp nhận tác động của lực là tiếp nhận năng lượng. Không có chuyển động nào là không mang năng lượng. Còn đặc điểm riêng của chuyển động sóng và nửa sóng là năng lượng được chuyển đi trong môi trường lần lượt qua các phần tử trong môi trường đó. Năng lượng được chuyển đi, còn vật chất vẫn ở lại. Đặc điểm này khác với chuyển động di rời. Trong chuyển động di rời, năng lượng được di chuyển đồng thời với sự di chuyển của vật chất. Ném một hòn đá vào tấm kính, hòn đá nhận được năng lượng từ tay người có thể làm vỡ tấm kính. Đến đây, tôi nghĩ rằng các bạn có thể tự hiểu thế nào là chuyển động nửa sóng rồi. Mỗi phương thức di chuyển trên đây chứa đựng những đặc điểm giống và khác nhau giữa chúng. Đặc điểm chung đó là sự truyền tải năng lượng. Nói chính xác hơn, đó là sự di chuyển của năng lượng thông qua sự vận động của vật chất. Một đặc điểm mang tính đặc trưng mà tôi đã nói ở trên. Còn một số đặc điểm riêng có thể kể ra đây, đó là trong chuyển động sóng, việc làm tăng, giảm năng lượng sẽ chỉ dẫn đến việc tăng, giảm biên độ hoặc là tần số dao động mà không làm thay đổi tốc độ di chuyển của sóng. Tốc độ di chuyển của sóng phụ thuộc vào môi trường truyền sóng, như ví dụ tôi đã nêu trong mô hình ánh sáng di chuyển qua bình chân không. Điều này là khác với chuyển động di rời. Trong chuyển động di rời, việc tăng giảm năng lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi tốc độ di chuyển thông qua sự xuất hiện của gia tốc. Tốc độ di chuyển sẽ thay đổi, không có tính đột ngột mà là tuyến tính theo thời gian khi gia tốc khác không. Lý giải về điều này có thể dựa vào mô hình chuyển động sóng mà tôi đã nêu. Việc tăng hoặc giảm năng lượng sẽ làm tăng, giảm cường độ của lực F1. Cường độ lực F1 tăng hoặc giảm làm xuất hiện gia tốc, dương hoặc âm, khiến cho phần tử dao động tăng hoặc giảm tốc độ khi di chuyển, do đó rút ngắn hoặc kéo dài thời gian tiếp cận và tương tác với các phần tử dao động tiếp theo. Chu kỳ dao động vì thế thay đổi, tần số dao động tăng hoặc giảm theo. Có thể các bạn thấy tôi nói sự di chuyển của phần tử dao động trong chuyển động sóng giống với sự di chuyển trong chuyển động di rời. Có sự lẫn lộn nào chăng? Câu trả lời là không có sự lẫn lộn nào cả. Đây là nguyên lý chuyển động của tất cả các phần tử vật chất, dù rất nhỏ. Các siêu vi hạt đến khổng lồ như các ngôi sao, khi tiếp nhận năng lượng sẽ dịch chuyển khỏi vị trí hiện tại với khoảng cách tùy thuộc vào năng lượng mà chúng được nhận. Sự khác nhau đến từ khoảng cách giữa các phần tử, độ bền vững của các phần tử trong tương tác. Các bạn có thể nhận ra điều này trong trò chơi VR. Có thể nói điều này mà không sai, đó là trong chuyển động sóng có chuyển động di rời. Hai chuyển động sóng bao gồm một loạt các chuyển động di rời kế tiếp nhau và có liên quan đến nhau. Nếu coi các phần tử dao động là các hạt thì chúng ta cũng không phải ngần ngại khi nói rằng chuyển động sóng đó có tính hạt. Nói chính xác hơn, hạt dao động là tính chất của sóng. Với sóng dọc, phương di chuyển của các phần tử dao động trùng với phương di chuyển của sóng nên tính hạt dễ thể hiện rõ hơn trong sóng ngang. Ta có thể thấy tính hạt thể hiện khi ta chặn bất kỳ một sóng dọc nào trên đường đi của nó với điều kiện chúng ta có thiết bị kỹ thuật phù hợp. Tôi nói đến đây, nếu có bạn nào tinh ý sẽ nhận ra rằng cánh cửa để nhìn thấy ánh sáng là sóng dọc đã hé mở rồi. Nhưng tôi muốn các bạn hiểu cặn kẽ hơn, phân biệt rõ hơn một số tính chất giữa chuyển động sóng và chuyển động di rời, giữa sóng dọc và sóng ngang, bởi điều này giúp cho nhận diện sự di chuyển của ánh sáng. Qua các phân tích trên đây có thể thấy, mỗi dạng chuyển động đều cần có điều kiện. Chuyển động sóng và chuyển động nửa sóng cần có môi trường, trong đó chuyển động sóng cần có môi trường đàn hồi,
chuyển động lửa sóng hình thành trong môi trường chuyển năng lượng không có đàn hồi, còn chuyển động di rời cần điều kiện không có sự cản trở. Những điều kiện để có sự chuyển động trên đây đã xác định rằng không có dạng chuyển động broccoli, hay còn gọi là hạt di chuyển dưới dạng sóng. Thực ra chúng ta có thể công nhận dạng chuyển động mà broccoli đưa ra nếu ông ấy tìm được điều kiện cần và đủ để cho ông chuyển động đó hình thành. Thật tiếc là ông ấy không làm được điều này. Einstein đã rất đúng khi cho rằng ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt trong hiện tượng quang điện, nhưng chỉ đúng trong khoảng cách biên độ dao động của một hạt ánh sáng, mà khoảng cách này chỉ là vài micromet. Còn trong cả quãng đường di chuyển của ánh sáng từ con số mm đến hàng tỷ năm ánh sáng, quan điểm của Einstein là sai lầm. Có một tính chất rất quan trọng giúp phân biệt di chuyển dưới dạng sóng và di rời, đó là phương di chuyển của sóng không chịu tác động của lực hấp dẫn, còn của chuyển động di rời sẽ bị thay đổi. Nguyên nhân là do sự tương tác lẫn nhau giữa các phần tử dao động để duy trì vị trí tương đối của các phần tử đó trong môi trường. Các phần tử dao động riêng biệt sẽ chịu tác động của lực hấp dẫn khi chúng ở trong môi trường hấp dẫn. Những ảnh hưởng này sẽ không còn bởi hiệu ứng tương tác của các phần tử khác nhau trong môi trường chuyển sóng. Điều này đã được tôi đề cập trong mô hình thấu kinh hấp dẫn trong video clip trước. Các phần tử chuyển động di rời không có các tương tác này hoặc có những yếu, ví dụ như sức cản của không khí, sẽ có quỹ đạo cong về phía tác nhân sinh ra lực hấp dẫn. Đây là câu trả lời tại sao ánh sáng không thay đổi tốc độ khi đi vào hoặc ra khỏi trường hấp dẫn, và cũng là lý do để xác định rằng sự tồn tại của môi trường cho ánh sáng di chuyển. Năng lượng, tần số và biên độ dao động của sóng do nguồn sóng cung cấp cho sóng. Những ba yếu tố này có thể thay đổi trong quá trình sóng di chuyển thông qua các hiện tượng giao thoa, cộng hưởng, nhiễu sóng, tán xạ, sự dịch chuyển của nguồn phát. Các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ, nhiễu sóng xuất hiện khi có đồng thời hai hay nhiều sóng cùng dạng xuất hiện trong cùng một khu vực. Hiện tượng giao thoa làm thay đổi biên độ hoặc tần số sóng. Sự thay đổi biên độ do giao thoa thì nhiều bạn đã biết, nhưng sự thay đổi tần số do giao thoa thì có lẽ đây là lần đầu tiên các bạn được nghe. Nếu có bạn nào chỉ được cho tôi thấy là điều này đã được nghiên cứu bởi ai đó ngoài tôi thì rất hay, bởi tôi sẽ tìm được người có cùng suy nghĩ. Giao thoa làm thay đổi biên độ phần lớn xảy ra trong sóng ngang, còn giao thoa làm thay đổi tần số phần lớn xảy ra trong sóng dọc. Đặc điểm này mặc dù không đặc trưng hoàn toàn cho sóng ngang hay sóng dọc, nhưng nó lại là đặc điểm có thể giúp phân biệt sóng dọc và sóng ngang. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy các hình ảnh về giao thoa của sóng ngang trên Internet. Tôi đưa ra đây một số hình ảnh để minh họa. Tôi cũng có thể tiến hành vài thí nghiệm về sóng nước để các bạn thấy, nhưng tôi thiết nghĩ là có nhiều người đã làm rồi và tôi cũng muốn các bạn trực tiếp thực hiện để kiểm chứng lại những điều tôi sẽ nói thì tốt hơn. Tôi muốn nói thêm một tính chất của sóng ngang nữa mà sóng dọc không có, đó là sóng ngang có khả năng tạo thành sóng sơ cấp tại đầu mút của một vật cản. Điều này được giải thích như sau. Do các phần tử sóng ngang không chỉ tương tác với các phần tử phía trước, phía sau nó theo phương di chuyển của sóng, mà còn tương tác và truyền năng lượng cho các phần tử xung quanh đường chuyển của nó, làm cho các năng lượng sóng được truyền đi theo rất nhiều phương, tạo cho sóng ngang có thể có tính lan tỏa cao và xâm nhập được vào gần hết mọi ngõ ngách trong không gian hoặc bề mặt như sóng nước. Còn sóng dọc không có hiệu ứng lan tỏa nếu không có hiệu ứng phản xạ và tán xạ. Mời các bạn xem một hình ảnh tạo sóng thư cấp. Trên hình, các bạn có thể thấy một cửa của kẻ đá trở thành một điểm phát sóng thư cấp khi sóng biển đi qua. Bờ biển thẳng và dài tạo cho sóng ngoài khơi hình thành đường thẳng và hướng chuyển năng lượng sóng, vì vậy vuông góc với bờ kè. Nhưng khi đi qua cửa kè đá, sóng tạo nên các cung tròn lan tỏa bên trong kè. Chỉ có hai vùng sát bên trong kè là lặng sóng. Trong thực tế, việc tạo cho sóng thư cấp có dạng các cung tròn như trong hình không phụ thuộc vào dạng sóng sơ cấp. Các bạn có thể kiểm chứng được điều này. Giả sử sóng trong trường hợp này là sóng dọc thì sẽ không có sự lan tỏa. Các đường truyền sóng qua cửa kè đá sẽ vẫn đi song song với nhau như khi di chuyển bên ngoài kè. Các bạn khi nhớ lấy tính chất này bởi nó giúp chỉ ra cái sai trong nhận định về sự di chuyển của ánh sáng trong thí nghiệm của Thomas Young. Tôi không thể đưa các bạn trở về các thế kỷ trước để biết chính xác các nhà khoa học thời kỳ đó nghĩ gì, mà chỉ có thể suy luận từ các kết quả, các ý kiến, các quan niệm mà họ đã đề xuất và thực hiện. Thí nghiệm của Thomas Young cũng vậy. Có thể Young và nhiều nhà khoa học khác đã cho rằng ánh sáng dịch chuyển dưới dạng sóng ngang, mà sóng ngang khi giao thoa với nhau sẽ làm thay đổi
biên độ sóng của các sóng. Sự thay đổi biên độ này sẽ dẫn đến làm tăng biên độ, có nghĩa là tăng cường độ năng lượng, hoặc giảm biên độ do năng lượng giảm hoặc triệt tiêu. Nếu ánh sáng là sóng ngang khi giao thoa với nhau sẽ tạo nên các vân sáng tối xen kẽ. Từ giả thiết này, Yang đã thí nghiệm bằng cách khoét một lỗ nhỏ trên cửa để tạo ra một nguồn sáng và đặt một cái que vào giữa lỗ. Mục đích của việc này là chia ánh sáng thành hai nguồn, với hy vọng sau khi đi qua chiếc que, ánh sáng sẽ giống như sóng nước, hai nguồn sóng sẽ chồng lên nhau, giao thoa để tạo nên các vân. Nếu kết quả thí nghiệm xuất hiện các vân sáng tối xen kẽ như giả thiết, thì điều cần chứng minh đã được làm chứng tỏ. Và kết quả thí nghiệm hoàn toàn đúng như vậy. Trên tường nơi ánh sáng chiếu vào xuất hiện các vân tối sáng xen kẽ. Tôi không biết Yang vui mừng đến mức nào với kết quả thí nghiệm của mình, nhưng nó đã gây tiếng vang lớn đủ khiến nhà bác học vĩ đại Newton phải từ bỏ quan điểm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt của mình. Và ngày nay người ta vẫn sử dụng mô hình thí nghiệm này để nói về sự giao thoa với cái tên gọi thí nghiệm 2K Yang, thậm chí còn sử dụng tin học để mô tả thí nghiệm như các bạn thấy trong video clip này mà các bạn xem. Young's double slit experiment. Interference in light waves from two sources was first demonstrated by Thomas Young in 1801. A schematic diagram of the experimental setup is shown here. Light was made to pass through a slit, SO. The waves emerging from this slit was made to pass through two parallel slits, S1 and S2. These two slits served as a pair of coherent light sources because waves emerging from them originate from the same wave front and therefore maintain a constant phase relationship. Thomas Young observed that the light from S1. Tôi không bình luận về video này mà muốn nói rằng có một điều đáng tiếc là từ sau khi Young thực hiện thí nghiệm đến nay đã không có một người nào, một nhà khoa học nào thực hiện lại thí nghiệm để hiểu tường tận mọi khía cạnh của thí nghiệm và chỉ ra sai lầm lớn trong nhận định kết quả của thí nghiệm. Tôi không thực hiện lại hoàn toàn các bước thí nghiệm của Young mà chỉ thực hiện một thí nghiệm tương tự. Các bạn có thể trực tiếp thực hiện thí nghiệm này để thấy rõ kết quả hơn so với việc nhìn thấy kết quả trên màn hình mà các bạn đang theo dõi. Thưa các bạn, thực tế thì không cần thực hiện lại thí nghiệm của Young cũng có thể chỉ ra những sai lầm trong thí nghiệm của ông ấy khi mà những hiểu biết về ánh sáng đã nhiều lên. Tôi có thể chỉ ra cho các bạn thấy. Điều đầu tiên, đó là sai lầm khi cho rằng cái lỗ trên cánh cửa là một nguồn sáng thứ cấp. Ánh sáng sẽ tỏa rộng ra sau khi đi qua cái khe dưới lỗ và chồng lên nhau. Một điều có thể khẳng định rằng là cái tia sáng không tỏa ra sau khi đi qua một khe hở trên vật cản, giống như sóng nước hay tia sáng không bị lệch khi đi sát mất vật cản. Điều này đã được ứng dụng từ hàng ngàn năm trước khi con người muốn gió một đường thẳng trên mặt đất bằng cách sử dụng các cọc tiêu. Nếu tia sáng bị lệch khi đi sát cọc tiêu thì làm sao người xưa có thể xây dựng những các công trình kiến trúc vĩ đại trong điều kiện thiết bị xây dựng và đo đạc còn thô sơ. Nếu các bạn tiếp tin thì dùng một chiếc đèn pin và một chiếc hộp khoét lỗ như thế này, và có thể thấy ánh sáng sẽ chẳng hề tỏa ra sau khi đi qua lỗ. Các bạn chiếu đèn pin vào tường, sau đó lắp hộp giấy vào đèn pin và so sánh hai hình ảnh ánh sáng chiếu lên tường, mời các bạn xem. Điều thứ hai, ánh sáng trắng dùng trong thí nghiệm của Thomas Young là tổng hợp của cả một dải quang phổ ánh sáng với vô số tần số khác nhau. Do đó, nếu có giao thoa thì chúng cũng không tạo ra được các vân sáng tối có thể nhìn thấy được. Điều thứ ba, không thể quan sát thấy vân giao thoa bởi sóng và tần số ánh sáng là rất nhỏ. Ngày nay, chúng ta đã biết rằng đó là những con số chỉ vào khoảng micromet. Với những con số nhỏ như thế này thì không thể tạo ra vân giao thoa mà có thể quan sát được bằng mắt thường. Vậy những vân sáng tối mà Young quan sát thế là gì? Câu trả lời sẽ có sau khi tôi và thực sự tôi muốn các bạn tự tiến hành thí nghiệm sau. Dụng cụ thí nghiệm bao gồm có bộ tạo ánh sáng bằng đèn điện thay cho ánh sáng tự nhiên, một hộp cao tông mô phỏng cho căn phòng của Young, vài mảnh bìa cứng để tạo cánh cửa phòng có đục lỗ,
giấy trắng, mỏng mờ hay cái gì đó đại loại để tạo bức tường hay phông để thu kết quả. Có thể dùng khăn giấy cho việc này, thêm băng dính hoặc keo dán. Cụ thể như sau. Bộ tạo ánh sáng gồm có 3 đèn điện, có công tắc riêng. Các bạn có thể dùng đèn pin. Tại sao là 3 đèn? Đây chính là mấu chốt của thí nghiệm để cho thấy nhiệt thiếu sót trong thí nghiệm của dân. Mà các bạn đã biết, nếu có thiếu sót trong thí nghiệm thì kết quả thí nghiệm sẽ sai hoặc dẫn đến đánh giá sai kết quả. Trên một màn hộp cát tông được đục hai lỗ vừa kích với hai bóng đèn. Trong đó có một lỗ ở chính giữa, còn lỗ cho đèn 3 được phát hình chữ nhật để có thể xê dịch được bóng đèn. Mặt xếp của hộp, các bạn khoét một ô cửa, các bạn chú ý này, khoét 3 cạnh để có thể làm cách cửa để đóng lại. Mục đích của việc tạo ra ô cửa này là để đưa các mảnh bìa có lỗ hoặc các khe vào bên trong hộp. Trong một hộp các bạn có thể tạo ra cái rãnh để cố định các tấm bìa mặt hộp đối diện với mặt lắp bóng điện. Các bạn khoét lỗ rộng để giãn phông là nó hiển thị kết quả. Các bạn đã biết là để thiết kế một thí nghiệm khoa học cần có giả thiết và dự đoán kết quả. Riêng giả thiết ánh sáng di chuyển dưới dạng song ngang và ứng dụng hiện tượng giao thoa để thiết kế thí nghiệm với kết quả dự đoán là sẽ có các vân sáng có xen kẽ. Kết quả của thí nghiệm đã đúng với dự đoán, nhưng các bạn đã thấy tôi đã chỉ ra một số sai sót trong thí nghiệm của riêng. Giả thiết của tôi là ánh sáng di chuyển dưới dạng song rộng và những cái vân tối trong thí nghiệm của Yang đơn giản chỉ là bóng của cái que đặt giữa lỗ mà thôi. Bất ngờ quá phải không các bạn? Thật ra rất đơn giản để nhận ra điều này. Các bạn chỉ cần có một đèn pin, đèn pin led như tôi đang có trong tay, và một chiếc que hay một chiếc bút là có thể kiểm tra được. Các bạn sử dụng phần đèn phía đuôi có nhiều bóng đèn xếp thành dãy sau vào tường và để chiếc que trước đèn như thế này. Các bạn có thể quan sát thấy các bóng của chiếc que đi trên tường. Số lượng bóng có thể quan sát thấy phụ thuộc vào số lượng đèn và khoảng cách giữa đèn và đũa. Không hình nhỏ trên màn hình là những hình ảnh đó chứng minh những cái vân tối trong thí nghiệm của chúng Mariam chỉ là những cái bóng của cái que đặt dưới lỗ. Thực ra cũng chỉ là một trong các mục tiêu trong thí nghiệm của tôi. Tôi muốn cho các bạn thấy những điều khác nữa, như ánh sáng đi theo đường thẳng, hình ảnh thu được trên phông cái ánh sáng chiếu qua lỗ nhỏ chỉ là ảnh ngược của nguồn sáng. Để thấy ánh sáng chuyển qua lỗ nhỏ hay khe hẹp vẫn đi theo đường thẳng, ngoài các thí nghiệm đơn giản mà tôi đã nêu ở trên và các bạn có thể quan sát trực tiếp trong tự nhiên, còn trong thí nghiệm này các bạn cần hai miếng bìa cứng đục một lỗ trên mỗi bìa sao cho cái lát vào hộp, các lỗ này và bóng đèn ở giữa nằm cùng một đường thẳng. Tiến hành thí nghiệm bật bóng đèn giữa, lắp một tấm bìa ở khe gần bóng đèn, các bạn sẽ thấy một khoảng sáng rộng trên phông. Lắp tiếp tấm bìa thứ hai, khoảng sáng thu nhỏ lại bằng kích thước của lỗ. Điều này được giải thích trên sơ đồ chiếu sáng qua khe như sau. Ánh sáng phát ra từ đèn tạo nên một vùng sáng hình phễu mà tôi thể hiện trên hình có màu cam nhạt. Khi lắp tấm đục khe một, phần lớn tia sáng bị chặn lại, chỉ có các tia nằm trong phạm vi màu cam đi qua được lỗ tạo nên một vùng sáng hình nón cụt sau tấm bìa. Lắp tấm đục khe 2, chỉ còn các tia sáng nằm trong phạm vi hình trụ màu đỏ, đường kính bằng đường kính lỗ. Để kiểm nghiệm có đúng là chỉ có các tia sáng nằm trong phạm vi hình trụ đó đi qua cả hai lỗ hay không, chỉ cần dán một miếng băng dính nhỏ đen vào tấm kính đèn. Nếu các bạn xác định được
chính xác vị trí dán băng dính thì chỉ cần miếng băng dính có đường kính nhỏ bằng lỗ là đã có kết quả. Ánh sáng trên phòng biến mất. Đây là một minh chứng nữa cho thấy ánh sáng đi theo đường thẳng và không bị lệch hướng khi đi qua mép vật cản. Tôi sẽ trở lại sự kiện này trong phần nói về nguyên lý hoạt động của tấm phân cực sử dụng cho màn hình LCD. Trong thực tế thì vẫn còn có một lượng nhỏ ánh sáng bị lệch đi tại mép vật cản và các nhà vật lý gọi đó là hiện tượng nhiễu xạ. Tôi sẽ đề cập đến vấn đề này và gì khác. Có một sự nhầm lẫn nghiêm trọng khi sử dụng nguồn sáng trong các thí nghiệm về ánh sáng. Đó là có bất kỳ nguồn sáng nào cũng là nguồn điện. Nguồn điện thực sự chỉ có thể là các điện tử. Vâng, thì sao là như vậy? Chúng ta đừng coi một ngọn nến, một bóng đèn điện và cả nguồn sáng khổng lồ là mặt trời là nguồn điện để thực hành các thí nghiệm ánh sáng. Thậm chí, việc có các điện tử là nguyên điểm chỉ đúng khi chúng phát ra một số năng lượng hình thành đến một tia sáng. Bởi khi chúng phát ra năng lượng tiếp theo, chúng không ở vị trí khi phát xung trước nữa. Khi không chú ý đến nguồn sáng thì kết quả thí nghiệm sẽ sai lệch. Thậm chí là sai lệch đúng với mong muốn của người làm thí nghiệm và gây ra ngộ nhận. Các nhà khoa học cũng đã cố gắng hạn chế tác động không mong muốn của nguồn khi dùng các bộ lọc để tạo ra ánh sáng đơn sắc. Những với hàng tỷ điện tử phát sáng không đồng thời không thể tạo được sự đồng pha cho các sóng. Do đó, cho rằng có thể quan sát thấy sự giao thoa ánh sáng dưới dạng các vân sáng tối xen kẽ bằng mắt thường là một điều hão huyền. Nhưng với các nhà khoa học thế kỷ 19 thì điều này có thể không cảm được. Đây là điều đã xảy ra trong thí nghiệm hai gương của Fresnel. Kết quả xuất hiện các vân sáng tối xen kẽ nhưng thực tế không phải là do giao thoa ánh sáng. Xin quay lại thí nghiệm. Tôi muốn cùng các bạn tiến hành thí nghiệm để chứng minh hình ảnh xuất hiện trên phông khi chiếu qua lỗ nhỏ là ảnh ngược của nguồn sáng. Thực ra điều này là không cần thiết, bởi từ nhiều thế kỷ trước, các nhà bác học đã phát hiện ra điều này rồi. Các bạn chỉ cần dùng từ khóa chụp ảnh qua lỗ kim hay camera pinhole photography là tìm được hàng trăm kết quả. Người đầu tiên thực hiện việc chụp ảnh theo kỹ thuật này là Galileo, nhà bác học thế kỷ 17. Khi ông chụp ảnh mặt trời và phát hiện ra vết đen trên bề mặt của mặt trời. Còn trong bộ thí nghiệm này, các bạn cắt và dán một hình mũi tên từ băng dính đen lên mặt kính của bóng đèn ở giữa và bật riêng bóng đèn này, hình mũi tên sẽ xuất hiện trên phông ngược chiều với hình gốc trên bóng đèn với điều kiện lỗ đục trên bề là nhỏ, đường kính lỗ dưới 1mm. Trong thí nghiệm tôi đang thực hiện, tôi đủ lỗ to để dễ quan sát kết quả tạo vân và tôi tin là cái lỗ to trên cửa của Yang cũng lớn như vậy. Nguyên lý tạo ảnh có lỗ nhỏ thì hiện trên sơ đồ này, mời các bạn xem. Mỗi điểm trên hình cần chụp là một điểm nguồn cho ảnh. Do phản xạ hay do tự phát sáng mà mỗi điểm đó tỏa ra ánh sáng xung quanh hay một vùng sáng. Trên hình tôi thể hiện tượng trưng bằng hình tam giác màu cam nhạt. Do có màn chắn nên chỉ có một chùm tia sáng hình nón đi qua lỗ nhỏ và chiếu lên phông. Lỗ càng nhỏ thì các tia sáng càng gần như song song, ảnh càng nét. Nếu lỗ to thì các tia sáng của các điểm ảnh gần nhau tạo nên các hình nón có đáy chồng lẫn nhau trên phông và làm nhòe lẫn nhau khiến ảnh không hình thành. Sự hình thành ảnh qua lỗ nhỏ chỉ thực hiện được với điều kiện duy nhất, đó là ánh sáng đi theo đường thẳng. Điều kiện này thể hiện rằng ánh sáng phải là song dọc hoặc di chuyển dưới dạng hạt. Mà các bạn đã biết sự bất ổn khi ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt rồi. Xin nói rõ là nếu ánh sáng là song ngang, Galileo sẽ không chụp được ảnh mặt trời với các điểm đen, bởi sau khi đi qua lỗ nhỏ, các tia sáng phát ra từ các điểm đen trên mặt trời sẽ bao trùm những khoảng rộng sau lỗ, chồng chập lên nhau làm ảnh không thể xuất hiện và tất yếu là nhân loại không có kỹ thuật chụp ảnh qua lỗ kim. Nếu bạn nào có thể dùng quan niệm ánh sáng là song ngang mà giải thích được kỹ thuật chụp ảnh qua lỗ kim thì xin mời. Còn tôi xin khẳng định rằng kỹ thuật chụp ảnh qua lỗ kim là một minh chứng bác bỏ quan niệm ánh sáng là song ngang. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Bây giờ tôi sẽ mô phỏng lại thí nghiệm của Thomas Young. Có lẽ tôi không nói trước kết quả thí nghiệm của tôi thì bây giờ tôi đang gây bất ngờ lớn trước bạn, bởi việc tôi có thể điều khiển được sự hình thành các vân sáng tối trong thí nghiệm. Điều này có nghĩa là các vân sáng tối trong thí nghiệm của Young không phải là kết quả của sự giao thoa ánh sáng mà là vân nhân tạo. Những vân tối do Young tạo ra bằng cách đặt que vào dưới lỗ. Và các vân tối, như tôi đã nói, nó đơn giản chỉ là bóng của cái chiếc que. Nhưng tại sao chỉ có một chiếc que là có thể tạo nên nhiều vân tối?
Câu trả lời nằm ở việc dùng 3 bóng đèn trong thí nghiệm. Mỗi bóng đèn tạo ra một phân tối. Tôi có thể tạo ra 5 phân tối bằng việc điều chỉnh vị trí 2 đèn ở bên ngoài sao cho vùng chiếu sáng của các đèn cách nhau một khoảng một dải tối do tôi đủ lỗ vuông trên bìa. Các bạn sẽ không làm được điều này nếu đủ lỗ tròn. Để có thể xác thực đúng các phân tối là bóng của cái que, chúng ta chỉ cần đặt que sao cho một đầu que nằm vào giữa lỗ như thế này. Tôi ước là có thể thao diễn thí nghiệm trực tiếp trước mặt các bạn để các bạn có thể vừa thấy được thao tác của tôi, vừa thấy kết quả của thí nghiệm. Còn thực hiện qua màn ảnh này thì là khó, bởi để nhìn thấy kết quả thì các bạn không nhìn thấy tôi thao tác còn lại. Vì vậy, tôi muốn các bạn tự tiến hành thí nghiệm cùng với các sáng tạo riêng của các bạn để kiểm chứng. Tôi cung cấp cho các bạn một số hình ảnh kết quả thí nghiệm trên khung hình nhỏ. Trên màn hình, tôi bật và tắt lần lượt 3 bóng đèn. Các bạn sẽ thấy 3 vân sáng tối lần lượt xuất hiện. Tôi dịch chuyển một trong 3 bóng đèn. Các bạn sẽ thấy một trong 3 vân tối cũng dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu của nó. Tôi cũng cho các bạn thấy kết quả thí nghiệm khi chiếc que được đặt vào một phần của lỗ. Tôi biết rằng thí nghiệm của tôi chỉ là mô phỏng lại thí nghiệm của Yang, nên các bạn chưa hết nghi ngờ. Nên tôi sẽ còn tiếp tục để thuyết phục các bạn hoàn toàn. Tôi cũng muốn các bạn chú ý tới 2 hiện tượng ánh sáng trong thí nghiệm của tôi, và tôi sẽ giải thích 2 hiện tượng đó trong những video sau. Không biết các bạn có chú ý tới 2 hiện tượng đó không? Tôi không nêu 2 hiện tượng đó ở đây và gọi đó là gì để các bạn tự quan sát. Điều này sẽ thể hiện khả năng quan sát của các bạn. Các bạn hãy tiếp tục đăng ký và chia sẻ với các bạn bè của mình để chúng ta cùng thảo luận về chủ đề này trong các video tiếp theo. Tôi sẽ giải thích tại sao có nhiều vân tối trong thí nghiệm của Thơm Mê Đăng, và các bạn cũng sẽ được biết tôi sẽ bác bỏ nhận định về kết quả thí nghiệm của Má Lương như thế nào. Tôi chưa giải thích rõ tại sao chỉ có một cái que lại tạo được nhiều vân tối trong thí nghiệm của Yang. Trong thí nghiệm của tôi thì tôi đã giải thích rồi. Vấn đề này cũng không khó. Để ánh sáng mặt trời có thể lọt vào nhà qua lỗ trên cửa, Yang đã phải tiến hành thí nghiệm khi các tia nắng đi vào nhà với một góc tà thấp. Và với góc tà này thì chúng dễ gặp các vật phản xạ như tường nhà, cửa kính làm đổi hướng. Trong các tia nắng lọt qua lỗ trên cửa, không chỉ có các tia nắng từ mặt trời mà còn có các tia nắng phản xạ từ mái nhà, bức tường, các ô cửa kính, phút xạ từ các đám mây với các góc khác nhau. Chúng là các nguồn sáng riêng cho từng chùm tia đi qua lỗ. Mỗi chùm tia bị chặn một phần của cái que giữa lỗ, tạo nên cái bóng đen riêng. Phần tia không bị chặn lại tạo nên nguồn sáng. Các bạn có thể nhìn thấy các nguồn sáng có thể lọt vào thí nghiệm trong bức ảnh tôi đặt vào đầu video này. Mời các bạn xem lại bức ảnh đó trong khung hình nhỏ trên màn hình. Đây là lý do của sự tạo ra nhiều vân tối và sự nhầm lẫn khoa học hơn 200 năm qua. Tôi khẳng định rằng nếu Yang đục lỗ trên mái nhà để lấy ánh nắng vào buổi trưa hoặc tiến hành thêm thí nghiệm vào thời điểm khác thì đã không có cái chuyện cãi vã giữa các nhà khoa học, và cũng không cần phải thay đổi thời điểm tiến hành thí nghiệm, mà chỉ cần chọn địa điểm thí nghiệm khác loại bỏ được nhiều nguồn sáng chiếu qua lỗ thì kết quả chỉ có một vân tối mà thôi. Việc không xem xét kỹ càng mọi yếu tố, mọi thành phần thí nghiệm, dự kiến những kết quả có thể, tiến hành thí nghiệm với nhiều tổ hợp các yếu tố, các thành phần khác nhau, rất dễ dẫn đến những kết quả thí nghiệm phản ánh sai lệch thực tế. Điều này tôi chắc chắn rằng đã xảy ra trong thí nghiệm hai gương của Fresnel. Với thí nghiệm này, Fresnel không chỉ khẳng định ánh sáng là sóng mà còn là sóng ngang. Ngày nay, vật dụng mà Fresnel dùng để thí nghiệm đã không còn, nên chúng ta đánh giá kết quả thí nghiệm trên 2 yếu tố nguồn sáng và gương. Về nguồn sáng, sai lầm cố hữu trong các thí nghiệm về ánh sáng như tôi đã nói đó là có một ngọn nến, một bóng đèn là một nguồn điểm, giống như ta nhỏ liên tiếp từng giọt nước lên mặt nước để tạo sóng vậy. Các bạn đừng nghĩ rằng khi ta bật sáng một bóng đèn, ánh sáng cũng lan tỏa ra xung quanh giống như sóng nước. Nếu ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt và sóng dọc thì chúng cũng lan tỏa như vậy. Tôi xin nói lại là nguồn điểm của ánh sáng là các điện tử. Một ngọn nến, một bóng đèn
là một tập hợp hàng tỷ tỷ các nguồn điểm phát ra các sóng ánh sáng không đồng pha. Mặt khác, bước sóng ánh sáng như chúng ta đã biết là quá nhỏ. Hai yếu tố này xác định rằng chúng ta không thể nhìn thấy các vân giao thoa bằng mắt thường được nếu thực sự tồn tại các vân đó. Còn việc Fresnel nhìn thấy các vân giao thoa đó là do khuyết tật của gương tạo ra. Quả thực, với việc chế tác gương hoàn toàn bằng thủ công thời Fresnel thì việc tạo ra một tấm gương phẳng lì và trong veo như ngày nay là công việc chẳng hề dễ dàng. Các bạn có thể tiến hành lại thí nghiệm của Fresnel trong điều kiện hiện nay, nhưng không nên hy vọng thu được kết quả giống Fresnel nếu các bạn không tạo ra các vân trên gương. Còn một thí nghiệm nữa được đánh giá là thí nghiệm xác định tính phân cực của ánh sáng, cũng có nghĩa là chứng minh ánh sáng là sóng điện tử. Thí nghiệm này do Malus thực hiện. Trước khi phân tích thí nghiệm này, tôi muốn các bạn xem xét thật kỹ càng sự phản xạ của sóng ngang qua ba mô hình sau đây. Phản xạ nói chung là một hiện tượng tự nhiên. Chúng ta thấy sóng nước đập vào bức tường chắn và dội lại. Phản xạ của sóng radar và loại phản xạ mà chúng ta chứng kiến nhiều nhất là phản xạ ánh sáng. Các thí nghiệm về phản xạ ánh sáng đã chỉ ra rằng góc tới của tia tới bằng góc phản xạ của tia phản xạ. Và khi góc tới đạt một giới hạn nào đó thì tia tới bị phản xạ hoàn toàn. Vậy sóng ngang có hai đặc điểm này không? Và câu trả lời là gì? Chúng ta cùng xem xét. Để có thể hiểu rõ hơn về phản xạ, chúng ta xem xét quá trình phản xạ diễn ra như thế nào. Mời các bạn xem mô hình phản xạ của một hạt hay một phần tử. Một hạt A lao tới mặt phẳng phản xạ M với một góc alpha. Khi chạm mặt phản xạ, hạt A tác động lên mặt phản xạ một lực P. Lực P là hợp lực của hai lực P' và P2'. Lực P' có phương vuông góc với mặt phản xạ, còn lực P2' nằm trên bề mặt phản xạ. Mặt phản xạ tác động ngược lại hạt A một phản lực Q' bằng và ngược chiều với lực P'. Phản lực này kết hợp với lực P' thành lực Q đối xứng với lực P qua bề mặt của phản xạ khiến cho hạt bị đổi hướng, di chuyển với góc phản xạ bằng góc tới như trên hình vẽ. Bây giờ chúng ta áp dụng tính chất phản xạ trên cho sự phản xạ của sóng ngang. Để đơn giản, chúng ta nghiên cứu mô hình sóng phẳng. Sóng phẳng là sóng mà các dao động theo phương ngang nằm trong cùng một mặt phẳng. Chúng ta xét hai trường hợp: mặt phẳng sóng chứa góc tới và vuông góc với mặt phản xạ. Và trường hợp thứ hai là mặt phẳng sóng tạo với mặt phẳng phản xạ một góc bằng góc tới. Mời các bạn xem hình vẽ. Như chúng ta vừa xem xét quá trình phản xạ trên đây cho thấy có một yếu tố duy nhất tạo nên sự phản xạ của sóng, đó là tương tác va chạm của các phần tử dao động với bề mặt phản xạ. Mà trong sóng ngang thì quỹ đạo di chuyển của các phần tử dao động không trùng với trục của sóng. Vì vậy, điểm va chạm của phần tử dao động cũng không trùng với điểm tới của trục sóng. Vị trí va chạm này cũng không phải là cố định vì nó còn chịu ảnh hưởng của pha dao động. Góc tới của phần tử dao động cũng khác hoàn toàn với góc tới của trục sóng. Thêm yếu tố nữa, đó là chiều phản xạ còn phụ thuộc vào chiều di chuyển của phần tử dao động. Có thể nói, do nhiều yếu tố tác động nên sự phản xạ của sóng ngang là bất định. Chúng ta khó xác định trước được hướng mà sóng phản xạ sẽ tới và cũng có nghĩa là chúng ta không xác định được góc tới. Kết luận này còn đúng với trường hợp thứ hai khi mặt phẳng sóng tạo với mặt phẳng phản xạ một góc bằng góc tới. Trong trường hợp thứ nhất, mặt phẳng quỹ đạo di chuyển của phần tử dao động nằm trong mặt phẳng chứa góc tới, nên sóng phản xạ và góc phản xạ cũng nằm trong mặt phẳng này, nhưng xác suất để góc phản xạ bằng góc tới là rất thấp. Thậm chí góc phản xạ có thể nằm cùng phía với góc tới, có nghĩa là sóng phản xạ quay ngược lại phía sóng tới mặc dù bề mặt phản xạ không đối diện với nguồn phát sóng. Tôi vẽ thêm một hình nữa có lẽ là rất quen thuộc với các bạn, đó là biểu diễn sóng ngang dưới dạng hình sin. Các bạn có thể thấy điểm phản xạ thực tế không trùng với điểm chạm của trục sóng. Điểm chạm của trục sóng chỉ là một điểm ảo và không có giá trị trong phản xạ của sóng ngang. Hướng tới của phần tử dao động khác với hướng tới của sóng. Vì vậy, mô tả phản xạ của sóng ngang giống như hạt hoặc sóng dọc là một sai lầm. Trường hợp thứ hai, mặt phẳng quỹ đạo của phần tử dao động vuông góc với mặt phẳng chứa góc tới. Trong trường hợp này, trên hình ghi là mặt phẳng sóng tạo với mặt phản xạ một góc bằng góc tới giữa trục sóng và mặt phản xạ. Hai cách nói này là không khác nhau. Sự phân tán của sóng phản xạ không còn nằm trong một mặt phẳng nữa
mà là một góc không gian giới hạn bởi hai mặt phẳng sóng và mặt phản xạ. Trong hình vẽ, đó là góc không gian phía trên bên phải. Sự phân tán của sóng phản xạ làm cho năng lượng của sóng ngang cũng sẽ phân tán khi gặp vật cản. Điều này làm cho sóng ngang nhanh suy giảm năng lượng và không thể đi xa được, nhưng lại đem lại lợi thế là sóng ngang có thể xâm nhập vào mọi ngõ ngách. Đây là điều chúng ta gặp với sóng radio, sóng truyền hình và sóng điện thoại di động. Những điều này thể hiện sự khác biệt với sóng dọc, bởi trong sóng dọc, quỹ đạo di chuyển của phần tử dao động trùng với phương di chuyển của sóng. Điểm tới của sóng trên mặt phản xạ cũng là điểm chạm của phần tử dao động. Và theo mô hình phản xạ trên đây, góc phản xạ bằng góc tới. Nếu cho một chùm sóng dọc song song chiếu vào một bề mặt phản xạ với góc phản xạ toàn phần, thì ta có thể thu được toàn bộ hoặc phần lớn năng lượng bắt đầu trong sóng phản xạ. Sự thất thoát năng lượng có nguyên nhân từ môi trường hoặc bề mặt phản xạ không phải là lý tưởng. Có một điều thú vị là nếu tăng biên độ dao động theo chiều dọc và giảm biên độ dao động theo chiều ngang trong sóng ngang dần về mức không, thì sóng ngang dần trở thành sóng dọc. Quay trở lại với thí nghiệm của Malov, tôi dựng một mô hình để các bạn có thể hiểu thay cho việc thực hiện lại thí nghiệm của Malov. Vì tôi không có điều kiện, mời các bạn xem mô hình. Phần chính của thí nghiệm là hai gương A và B được bố trí sao cho khi chiếu một chùm tia sáng song song vào gương A với góc tới y bằng 57 độ, tia phản xạ trở thành tia tới của gương B cũng với góc 57 độ. Một màn thu và dụng cụ đo cường độ ánh sáng. Hai gương A và B quay được quanh trục tạo bởi tia tới của chúng. Để biểu diễn chùm tia sáng, tôi dùng các thanh màu đỏ. Tôi đặt thêm các mặt phẳng chứa góc tới và góc phản xạ để các bạn dễ thấy đường đi của tia sáng. Thí nghiệm thứ nhất, đặt hai gương sao cho các mặt phẳng chứa tia tới của chúng song song với nhau. Với trường hợp chỉ có một tia sáng thì hai mặt phẳng này trùng nhau, chúng ta sẽ thu được toàn bộ ánh sáng phản xạ tại vị trí được tính toán trước. Thí nghiệm thứ hai, quay gương A, giữ nguyên gương B. Các bạn có nhìn thấy tia phản xạ từ gương A di chuyển không? Điểm chạm của nó trên gương B đã di chuyển. Góc xoay gương A càng lớn thì sự di chuyển càng nhiều. Góc tới gương B không còn là 57 độ. Và đến một góc nào đó, tia phản xạ này không còn là tia tới trên gương B nữa. Với mô hình này thì các bạn có thể nhìn thấy sự thay đổi đường đi của tia sáng. Nhưng Malov thì không. Tại sao vậy? Bởi vì thí nghiệm dùng chùm tia sáng song song mặt sau gương bôi đen để hấp thụ toàn bộ ánh sáng phản xạ từ mặt sau của gương. Góc tới được bố trí tạo phản xạ toàn phần thì chùm sáng này chỉ được nhìn thấy tại vị trí chùm tia tới. Mắt của Malov lại không đặt ở những vị trí này. Khi đặt màn thu và thiết bị đo để hướng tia phản xạ từ gương A với khoảng cách gần và góc xoay gương nhỏ thì sẽ thu được gần như toàn bộ chùm tia. Đây là cái mà Malov đã làm và thu được. Thí nghiệm thứ ba, đưa gương A về vị trí ban đầu, xoay gương B, chúng ta sẽ thấy điểm chạm của tia phản xạ từ gương A trên gương B là không đổi. Nhưng mặt phẳng chứa tia này bị xoay đi theo mặt B làm cho phương của chùm tia phản xạ thay đổi lệch ra ngoài màn hứng và do đó làm giảm cường độ ánh sáng trên màn hứng. Chúng ta có thể nhận xét về thí nghiệm của Malov như sau. Nhận xét thứ nhất, thí nghiệm này là minh chứng rõ ràng ánh sáng là sóng dọc. Tại sao lại có nhận xét trái ngược như thế này? Vâng, có hai lý do. Lý do đầu tiên, chùm sáng vẫn song song với nhau trên suốt con đường đi mà không bị phân ly. Các bạn đã thấy kết quả thí nghiệm thứ nhất trên đây, chùm sáng vẫn giữ nguyên cường độ sau hai lần phản xạ. Với sóng ngang sẽ không có kết quả như vậy, bởi sự dao động theo phương ngang làm cho các sóng tương tác với nhau, chúng đẩy nhau. Và nếu một sóng bị đẩy ra không cân bằng thì sóng đó sẽ di chuyển lệch về phía bị đẩy yếu hơn. Trong chùm sóng ngang, các sóng ở bên bị đẩy xa hơn các sóng bên trong và sẽ di chuyển ra xa, làm cho sóng phân ly. Tôi đã cho các bạn thấy sự phân ly này qua hình ảnh sóng biển đi qua cửa kè đá. Tôi đưa lại hình ảnh này để các bạn không phải tìm xem lại. Sự phân ly khiến cho các góc tới của các sóng là khác nhau. Các sóng phản xạ sẽ đi theo các phương khác nhau và cường độ sóng phản xạ tới màn hứng sẽ thấp
hơn nguồn phát. Thực tế thì Mallet đã không sử dụng sóng có tính phân cực trong thí nghiệm. Ánh sáng không có tính phân cực bởi chúng không có dao động ngang để các tia sáng làm thay đổi hướng đi của nhau. Lý do thứ hai, cái cách phản xạ của ánh sáng trong thí nghiệm này hoàn toàn khác với cách phản xạ của sóng ngang như tôi đã phân tích ở trên đây, và nó giống với cách phản xạ của hạt. Điều này là không khó hiểu bởi phần tử dao động, mà ở đây là các hạt ánh sáng có phương dao động trùng với phương di chuyển của sóng. Chùm tia phản xạ của ánh sáng trong thí nghiệm vẫn rất tập trung chứ không phân tán. Sự suy giảm cường độ sáng trong thí nghiệm 3 là kết quả của sự thay đổi hướng tia phản xạ do gương đã xoay nhưng màn hướng không di chuyển đến vị trí mà chùm tia sáng đi tới. Nhận xét thứ hai, thiết kế thí nghiệm của Mallet giống như việc buộc tội cho người vô tội, tìm mọi chứng cứ, tình tiết, lý lẽ để chứng minh có tội và bỏ qua những chứng cứ, tình tiết, lý lẽ chứng minh vô tội. Với suy nghĩ ban đầu là ánh sáng là sóng điện từ mang hai thành phần điện và từ, công tố viên Mallet đã cố chứng minh ánh sáng có sự phân cực, và đây sẽ là chứng cứ chứng minh ánh sáng là sóng điện từ. Khi công tố viên đang buộc tội ánh sáng mang các cánh sóng gây ra hiện tượng phân cực và ánh sáng không có khả năng tự bảo vệ, thì ánh sáng rất cần có sự công tâm của bồi thẩm đoàn và luật sư biện hộ. Vâng, các bạn, những người đang xem những video clip này là thành viên của bồi thẩm đoàn. Còn tôi là một luật sư tình nguyện biện hộ cho ánh sáng. Tôi sẽ đem hết khả năng của mình để chứng minh ánh sáng không hề có những cái phi lý mà người ta gắn ghép buộc tội cho ánh sáng, như ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt, ánh sáng là hạt di chuyển dưới dạng sóng, và hạt ánh sáng có các cánh sóng điện từ gây ra hiện tượng phân cực. Kính thưa các vị bồi thẩm đoàn, các vị đã thấy tôi chỉ ra mâu thuẫn của Einstein trong quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt. Tôi cũng chỉ ra cho các vị thấy sự ngộ nhận trong thí nghiệm của Thomas Young. Các vị cũng đã thấy Mallet bỏ qua tính chất phản xạ và sự phân ly của sóng ngang. Tôi cũng không biết ngài Mallet lấy kết quả thí nghiệm ở đâu khi thông báo rằng cường độ chùm sáng không đổi khi xoay gương A, mặc dù như các vị đã thấy trong mô hình tôi xoay gương A đến góc mà chùm tia phản xạ đã chiếu ra ngoài gương B, không có một chút ánh sáng nào chiếu vào khu vực đặt thiết bị đo. Thưa ngài Mallet đấng kính, ngài đã quy kết quả suy giảm cường độ ánh sáng do chùm sáng chiếu ra ngoài khu vực đo sang nguyên nhân ánh sáng có sự phân cực. Đây là sự buộc tội nặng nề cho thân chủ của tôi và hoàn toàn là sai lầm. Ánh sáng không hề có sự phân cực. Điều này đồng nghĩa với ánh sáng không phải là sóng điện từ. Kính thưa bồi thẩm đoàn, tôi còn nhiều chứng cứ quan trọng để chứng minh điều này. Tôi sẽ đưa ra các lý lẽ để phản bác lại cáo buộc mà các nhà điều tra và các công tố viên buộc tội cho thân chủ của tôi, cái tội phân cực. Tôi xin đưa ra hai hình ảnh mà các nhà điều tra và công tố viên dùng để buộc tội thân chủ của tôi. Xin mời bồi thẩm đoàn xem. Theo các nhà điều tra và công tố, những hình ảnh này là minh họa cho ứng dụng của hiện tượng phân cực để chế tạo màn hình hiển thị cho laptop, TV, điện thoại thông minh. Để không làm mất thời gian quý báu của các vị, tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Trước hết, xin hỏi các nhà điều tra và công tố viên mấy câu hỏi. Trong hình vẽ thứ nhất, các vị thể hiện rằng tấm phân cực đã chặn hết các tia phân cực ngang và xuyên. Chỉ còn tia phân cực đứng đi qua tấm phân cực này và gặp tấm phân cực ngang. Xin hỏi, tia sáng có đi qua được tấm phân cực ngang hay không? Và làm thế nào để đi qua? Tôi không thấy các vị thể hiện tia sáng sau tấm phân cực ngang. Phải chăng nó vướng đôi cánh phân cực đứng nên không thể đi qua tấm phân cực ngang? Nếu ánh sáng vì có tính chất phân cực nên không thể đi qua được hai tấm phân cực, thì ý nghĩa của ứng dụng tính phân cực là gì khi màn hình hiển thị tối đen do toàn bộ tia sáng đã bị chặn lại? Và nếu chúng vẫn đi qua được thì chúng có phải là sóng điện từ không, thưa ngài Maxwell kính mến, bởi hai thành phần điện và từ đã bị hai tấm phân cực chặn lại rồi? Thực tế thì chúng ta vẫn có TV màn hình phẳng, có điện thoại thông minh. Điều này có nghĩa là ánh sáng vẫn xuyên qua được hai tấm được gọi là tấm phân cực. Và có lẽ để gỡ bế tắc cho cách thể hiện qua hình vẽ này, một số nhà điều tra thể hiện ứng dụng qua cái gọi là sự phân cực tròn bằng hình vẽ thứ hai này. Vâng, trong hình vẽ, ánh sáng sau khi đi qua được tấm phân cực ngang liền thực hiện động tác vặn mình 90 độ để đi qua tấm phân cực đứng. Thật là thông minh. Ý tôi là các tia sáng thông minh chứ không phải là tác giả của hình vẽ này thông minh. Vấn đề là ánh sáng có nhiều bước sóng khác nhau và pha của chúng cũng chẳng giống nhau, thì làm thế nào để chúng có thể vặn mình giống nhau để cùng đi qua hai tấm phân cực đặt cố định?
hay là chúng có trí tuệ để nhận biết khoảng cách giữa hai tâm phân cực để định ra cách vận mình. Mà nếu chúng thực sự có trí tuệ thì tất cả chúng sẽ vận mình ngay từ đầu để đi qua cả hai tâm phân cực, chứ không chỉ vận mình để đi qua tâm phân cực thứ hai. Điều này sẽ giúp tất cả các ánh sáng đi qua được cả hai tâm phân cực. Xin hỏi, ý nghĩa của việc sử dụng tâm phân cực trong trường hợp này là gì, khi ngược lại với trường hợp trên là màn hình trở nên trắng xóa? Nếu các điều tra viên bao biện rằng trường hợp này chỉ cho các tia sáng có phân cực tròn đi qua, còn phân cực phẳng bị chặn lại, thì xin mời các điều tra viên và công tố trả lời cho câu hỏi: tại sao cần sử dụng ánh sáng phân cực tròn mà không được sử dụng ánh sáng phân cực phẳng trong hiển thị thông tin trên màn hình? Và câu hỏi tổng quát là: tại sao phải sử dụng ánh sáng phân cực mà không phải sử dụng ánh sáng thường trong trường hợp này? Thưa các vị bộ thẩm đoàn, nếu các vị đang học sinh hay là sinh viên đang học về ánh sáng, các vị có thể đề nghị các thầy, cô giáo, các giảng viên trả lời những câu hỏi trên đây và các câu hỏi khác do các vị nghĩ ra có liên quan đến vấn đề chúng ta đang thảo luận. Nhưng tôi không khuyến khích vì tôi có kinh nghiệm trong việc này. Nếu các vị là giáo viên, giảng viên vật lý thì tôi đề nghị các vị hãy nghiên cứu kỹ càng, suy xét lại kiến thức mà các vị đang giảng dạy. Bởi tôi tin rằng sau khi những video clip này lên Internet, các vị sẽ gặp rắc rối bởi chính những kiến thức về ánh sáng mà các vị đang truyền dạy. Nếu các vị là các nhà khoa học về ánh sáng thì các vị hãy kiểm tra lại xem mình có dựa vào cái cột có cắm chắc chắn xuống đất hay không. Xin quay lại vấn đề sử dụng tấm phân cực trong màn hình hiển thị. Để thể hiện đúng cường độ sáng và màu sắc tại một điểm ảnh pixel trên màn hình thì cần tạo được một chùm tia sáng nhỏ có thể diện bằng kích thước điểm ảnh chiếu qua tinh thể lỏng và ô màu. Chính xác phải gọi là ô lọc màu, bởi nó chỉ cho phép một màu đi qua hoặc biến đổi màu sắc cho tia sáng chiếu qua chúng. Tinh thể lỏng đóng vai trò bật tắt ánh sáng. Đây là ý nghĩa thực sự của sử dụng ánh sáng cho chế tạo màn hình hiển thị. Ánh sáng phát ra từ bóng đèn neon trong màn hình LCD hoặc LED trong màn hình LED không tạo được các chùm tia sáng đó, bởi tia sáng chiếu theo mọi hướng. Yêu cầu đặt ra là phải có một tấm màn có khả năng loại bỏ những tia sáng không có khả năng tạo thành chùm tia. Các vị có thể tưởng tượng việc này giống như tạo hàng loạt cái lỗ ở đáy thùng nước. Khi đổ nước vào thùng, nước sẽ chảy thành các dòng song song với nhau. Về mặt kỹ thuật thì rất khó tạo được tấm như vậy bằng việc khoan hoặc đục hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu cái lỗ nhỏ li ti không thể nhìn thấy bằng mắt thường cho một màn hình. Nhưng tự nhiên lại giúp các nhà chế tạo giải quyết được vấn đề này. Đó là loại vật liệu hấp thụ toàn bộ các tia sáng chiếu vào nó. Đồng thời, các phân tử của chúng được sắp xếp thành các dây song song tạo nên các khe để ánh sáng có thể đi qua. Các tấm này đang được gọi với cái tên hiện rất phổ biến là tấm phân cực. Và tùy theo việc lắp đặt mà chúng được gọi với cái tên tấm phân cực ngang hay tấm phân cực đứng. Nhưng như các vị đã biết đấy, ánh sáng đâu có phân cực. Cho nên, việc gọi tên các tấm phân cực này là tấm phân cực đã làm mất đi vai trò và ý nghĩa đích thực của chúng. Chúng phải được gọi là các tấm lược tia sáng. Chúng chỉ cho những tia sáng nằm trong các mặt phẳng giữa các khe và không tiếp xúc với chúng đi qua. Và lược bỏ những tia không giúp cho việc tạo thành chùm tia có ích. Mời các bạn xem hình vẽ tôi mô tả tác dụng của tấm lược này. Những tia sáng nào chiếu vào chúng sẽ bị chúng hấp thụ năng lượng và chuyển thành nhiệt năng. Chúng là vật đen tuyệt đối dành cho các tia sáng chiếu vào chúng. Các tia sáng song song với khe sẽ dễ dàng đi qua được tấm lược. Độ dày tấm lược sẽ xác định một số tia có góc chiếu không song song với khe đi qua. Sử dụng hai tấm lược đặt vuông góc với nhau sẽ cho hiệu quả giống như một tấm đục lỗ. Độ dày của tấm lược càng lớn thì số lượng các tia không song song với khe đi qua tấm lược càng giảm. Tiết diện của chùm tia càng nhỏ, độ nét càng cao và góc nhìn rõ của màn hình cũng giảm. Đây là lý do tại sao khi thay đổi góc nhìn vào màn hình với một góc nào đó, các vị có thể thấy cường độ, màu sắc, hình ảnh thay đổi. Tất nhiên, các nhà chế tạo hiểu được điều này và có những giải pháp phù hợp với mỗi loại thiết bị. Có thể hình vẽ chưa đủ giúp một số bạn hiểu rõ vấn đề. Tôi đưa ra đây thêm mô hình tấm lược tia sáng sử dụng trong màn hình hiển thị. Trong mô hình, các nan là các dãy phân tử. Ánh sáng sẽ lọt qua khe giữa các nan nếu chúng không đâm vào các nan giống như các cái que này. Phần lớn các tia sáng nằm trong các mặt phẳng qua khe giữa các nan đều lọt qua tấm lược.
Khi đặt hai mặt tấm lược áp sát vào nhau và các nan của chúng vuông góc với nhau, thì chỉ có các tia sáng vuông hoặc gần vuông góc với mặt của hai tấm lược đi qua, còn các tia sáng khác sẽ bị chặn lại. Khi ta đặt hai tấm lược song song với nhau, nếu các nan chồng lên nhau thì ánh sáng vẫn đi qua. Nhưng khi chúng ta di chuyển để nan của tấm này che khai sáng của tấm kia thì ánh sáng sẽ bị chặn lại. Vấn đề là rất đơn giản, phải không các bạn? Một lần nữa, xin khẳng định với quý vị là nếu ánh sáng là sóng ngang hay là sóng điện tử, nhân loại sẽ không có TV màn hình phẳng và đặc biệt là không có những chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn và tiện dụng. Cuộc sống của con người dễ dàng hơn bởi ánh sáng là sóng dọc. Các vị cũng có thể nhận ra một mâu thuẫn trong lý luận của các nhà cho ánh sáng là sóng ngang khi giải thích hiện tượng phân cực của ánh sáng khi đi qua tấm phân cực. Đó là họ đã quên mất thí nghiệm hai khe của Young. Thực tế, có thể coi các khe của tấm phân cực là các khe Young. Và như vậy, ánh sáng sẽ giao thoa với nhau khi đi qua tấm phân cực. Khi ánh sáng đã giao thoa với nhau thì yêu cầu về chùm sáng sẽ không thể thực hiện được. Ý nghĩa của việc sử dụng tấm phân cực trong màn hình hiển thị sẽ không còn. Một yêu cầu đặt ra trong sử dụng hai tấm lược trên đây là chúng không được đặt các khe của chúng theo hướng song song với nhau, bởi hoặc chúng sẽ cho những giải sáng, hoặc chúng sẽ làm cho màn hình tối đen. Tôi dùng lại mô hình tấm lược mà các bạn vừa xem, ánh sáng sẽ vẫn xuyên qua và tạo nên các giải sáng khi các nan phía trước không che khe sáng của tấm lược phía sau. Khi chuyển dịch một trong hai tấm để các nan của tấm này che kín khe sáng của tấm kia thì ánh sáng sẽ bị chặn lại hoàn toàn. Đây là lý do giải thích tại sao khi xoay cái tấm được gọi là tấm phân cực, hình ảnh của kính hiển vi đang được gọi với cái tên kính hiển vi ánh sáng phân cực, hoặc gọi với cái tên khác là kính hiển vi thạch học, có thể hiện ra hoặc là tối đen. Nếu đặt tấm phân cực đứng theo cái gọi của quan niệm ánh sáng là sóng điện tử theo phương ngang trong TV màn hình phẳng hay điện thoại thông minh thì cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Kính hiển vi nói chung giúp chúng ta quan sát được những mẫu vật rất nhỏ mà mắt thường hoặc kính lúp không thể quan sát được bằng cách mở rộng tiết diện chùm sáng chiếu xuyên qua mẫu vật thông qua hệ thống thông kính quang học. Trong đó, kính hiển vi thạch học giúp hình ảnh mẫu vật rõ ràng hơn kính hiển vi thường. Cấu tạo và hoạt động của kính hiển vi thạch học các bạn có thể tìm hiểu trong Internet. Tôi chỉ nhấn mạnh điểm khác biệt giữa kính hiển vi thường và kính hiển vi thạch học là trong kính hiển vi thạch học có sử dụng các tấm được gọi là tấm phân cực, kính hiển vi thường là không. Tôi chỉ muốn gọi các tấm này là tấm lược sáng. Câu hỏi là tại sao việc đặt các tấm lược này trong kính hiển vi lại cải thiện được sự hiển thị hình ảnh của mẫu vật? Tại sao khi xoay tấm phân tích trong kính hiển vi thạch học có thể làm cho hình ảnh mẫu vật bị tối đen? Sẽ rất khó trả lời nếu cho ánh sáng là sóng điện tử và rất dễ dàng giải thích khi biết ánh sáng là sóng dọc. Đây cũng là một thí dụ nữa chứng minh ánh sáng là sóng dọc. Vâng, thưa các bạn, hình ảnh trong kính hiển vi sẽ rõ ràng hơn nếu chùm sáng chiếu qua mẫu vật là chùm của các tia sáng song song với nhau. Việc sử dụng các tấm lược sáng giống như trong TV màn hình phẳng và điện thoại thông minh chính là giải pháp tạo ra các chùm tia này. Tại sao dùng chùm tia sáng song song lại cho hình ảnh rõ hơn ánh sáng thường? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi cho các bạn xem hai bức ảnh này. Cả hai bức ảnh đều chụp cùng một đối tượng nhưng khác thời điểm. Đó là hai cột điện song song. Các bạn nhìn vào bức ảnh thứ nhất chụp khi ngọn của một cột điện ở vị trí của mặt trời. Các bạn sẽ có cảm giác như ngọn của cột điện đó bị mặt trời nuốt mất. Trong ảnh thứ hai, khi mặt trời đã lên cao hơn, ngọn cột điện lại hiện ra rõ ràng. Các bạn cũng có thể dùng một cái ống rỗng và một cái que nhỏ như thế này. Đặt cái que nhỏ vào đầu ống và hướng về phía mặt trời và nhìn qua ống. Các bạn sẽ thấy hình cái que bị thắt ở giữa hoặc bị thu nhỏ. Các bạn cần chọn thời điểm phù hợp để tránh bị chói mắt bởi ánh sáng quá gắt sẽ làm cho các bạn không còn nhìn thấy cái que nữa. Hiệu ứng này tôi gọi là hiệu ứng đầu ngõ tối, bởi hiện tượng tương tự cũng có thể xuất hiện khi một người đi vào ngõ tối trong thời điểm đường phố bên ngoài đang có nắng gay gắt. Người trong ngõ sẽ thấy hình của người bị nhòe đi khi người đó bắt đầu đi vào đầu ngõ và chỉ hiện rõ khi đã đi thẳng vào trong ngõ.
Hiện tượng này cũng đã được các nhà thiết kế kiến trúc phát hiện từ rất lâu và ứng dụng vào thực tế xây dựng khi thiết kế các cột trụ nằm ở vị trí được chiếu sáng từ phía sau. Các cột này sẽ có kích thước lớn hơn các cột có tường tre để tạo cảm giác là các cột bằng nhau. Nguyên nhân của hiện tượng này là do ánh sáng đi theo rất nhiều hướng khác nhau. Tôi mô tả hiện tượng này cho các bạn rõ bằng hình vẽ này. Vấn đề tổng quát nhất trong các ví dụ mà tôi đưa ra cho các bạn đó là tỷ lệ kích thước giữa nguồn sáng và đối tượng cần quan sát hay vật. Trong hình vẽ tôi mô tả nguồn sáng có kích thước lớn hơn vật cần quan sát. Cần nhắc lại với các bạn rằng trong tự nhiên mọi nguồn sáng không phải là một nguồn điểm cho ánh sáng phát từ tâm điểm tỏa ra mọi phía. Một phân tử cũng có rất nhiều điểm phát sáng theo mọi hướng. Đây là căn nguyên của hiện tượng một đoạn cột điện trong ảnh bị mặt trời ăn mất và nhiều hiện tượng tương tự khi nguồn sáng có vô vàn điểm phát sáng theo mọi hướng. Tôi xin giải thích rõ điều này qua hình vẽ mà các bạn đang xem. Các bạn chú ý vào tâm phong đặt sau vật cần quan sát trong hình vẽ. Tại vị trí gần với vật, chúng ta sẽ quan sát thấy bóng của vật đổ lên phong tạo nên một vùng tối với kích thước gần bằng kích thước của vật. Khi di chuyển phong ra xa vật, vùng tối sẽ thu nhỏ dần và biến mất tại điểm giao hội của các tia sáng chiếu xuyên. Nói cách khác, chúng ta sẽ không nhìn thấy vật khi vị trí quan sát của chúng ta không nằm trong vùng đổ bóng tối của vật. Bên ngoài vùng tối là vùng mờ. Vùng mờ cũng là một vùng đổ bóng của vật, nhưng do có các tia sáng chiếu xuyên chiếu vào nên bóng đổ của vật không bị tối hoàn toàn. Nếu chúng ta đặt một bộ lược sáng giữa nguồn và vật thể để loại bỏ các tia xuyên thì bóng mờ chuyển dần thành bóng đen và có hình dạng kích thước bằng vật thật khi đổ bóng lên phông đặt vuông góc với phương của tia sáng. Nói đúng hơn, hình dạng và kích thước của bóng và bằng hình tạo bởi đường biên ranh giới giữa vùng được và không được chiếu sáng trên bề mặt vật thể. Những điều tôi nói với các bạn qua hình vẽ này là nguyên lý quan sát vật bằng nguồn chiếu sáng từ phía sau của vật. Chúng ta không quan sát vật bằng ánh sáng do vật phát ra hoặc ánh sáng phản xạ từ bề mặt của vật, mà chúng ta quan sát bóng đổ của vật khi vật thể là đặc. Nguyên lý thứ hai là quan sát sự thay đổi màu sắc khi vật cho ánh sáng đi qua nhưng làm biến đổi màu sắc ánh sáng nguồn. Điều này tương tự như khi ánh sáng chiếu qua các ô màu trong màn hình TV vậy. Hình ảnh tiêu bản trong kính hiển vi quang học bị hạn chế độ phóng đại khi ánh sáng chiếu qua tiêu bản là do có nhiều tia chiếu xuyên so với trục quang học của kính. Kính hiển vi thạch học không phải là kính làm tăng độ phóng đại hơn kính thường, mà nó chỉ giúp làm rõ hình ảnh hơn so với kính thường ở cùng độ phóng đại khi nó sử dụng chùm tia sáng mà các tia chiếu xuyên đã bị lược bỏ. Nhưng với việc đặt tiêu bản nằm giữa hai tâm lược thì các nhà thiết kế đã bỏ lỡ một cơ hội làm tăng độ phóng đại của kính thông qua hệ thống làm tăng mật độ chùm tia song song. Khả năng phóng đại này sẽ rất lớn và việc dùng ánh sáng để quan sát thấy cấu trúc nguyên tử trong tương lai là không xa, bởi hạt ánh sáng có khối lượng nhỏ hơn các điện tử sẽ không làm quỹ đạo của các điện tử bị thay đổi trong tương tác va chạm. Có một kết luận như thế này, ánh sáng dù ở đâu cũng vẫn là ánh sáng. Và cũng có một nhận thức không đúng gây ra bởi các tia chiếu xuyên mà trong vật lý hiện đại đang gọi với cái tên là hiện tượng nhiễu xạ. Chúng ta đã biết rằng khi nghe radio, âm thanh phát ra có thể bị sôi, bị rè hay một âm thanh lạ khi có một sóng khác xen vào. Khi chúng ta đang đối thoại với người khác tại nơi có nhiều tiếng ồn thì ta khó nghe rõ được tiếng của người đối thoại với mình. Cả hai hiện tượng trên đều được gọi chung là nhiễu sóng. Khái niệm này chỉ ra rằng chỉ có sóng mới gây ra sự nhiễu sóng cho nhau. Các vật thể không thể gây ra hiện tượng nhiễu sóng. Có thể sẽ phải đi quá xa để luận giải theo lối này nên tôi nói ngắn gọn. Những tia sáng làm cho các nhà vật lý tưởng nhầm là do tác động của các mép vật thể khiến chúng bị bẻ cong. Thực tế là các tia chiếu xuyên từ nguồn. Không có tia sáng nào bị uốn cong khi chúng di chuyển từ gần mép vật thể. Tác dụng của tia chiếu xuyên từ mặt trời làm cho tiết diện chùm tia chiếu qua lỗ vuông trở thành hình tròn hoặc oval khi in trên tường. Tôi có một dụng cụ để chứng minh điều này và hy vọng từ nay trở đi đừng có ai nghĩ rằng do mặt trời ở quá xa nên các tia sáng chiếu từ mặt trời đến trái đất là song song với nhau. Đây là dụng cụ lý giải tại sao ảnh của chùm tia mặt trời qua lỗ vuông lại có hình tròn hay oval trên bề mặt được chiếu sáng. Dụng cụ này gồm có một đĩa tròn có thể xoay quanh tâm của nó, một chiếc que gắn không chặt ở một mép đĩa tượng trưng cho tia sáng có mang một bút mực ở đầu que,
Một khung thép tạo hình vuông, một đế dụng cụ có gian giấy. Dịch chuyển que trong khung hình vuông để viết mực in lên giấy. Xoay đĩa mặt trời một góc nhỏ rồi tiếp tục lặp lại việc vẽ trong khung. Làm như thế nhiều lần cho đến khi đĩa xoay đủ một vòng. Các bạn sẽ có câu trả lời khi khung hình vuông ở xa mặt giấy. Nói cho rõ ràng thì ảnh của chùm tia sáng chiếu từ mặt trời qua lỗ vuông là sự chồng chập của những cái đáy của hàng tỷ tỷ kim tự tháp có đỉnh là một điểm phát sáng trên mặt trời và các mặt bên tiếp xúc với cạnh của lỗ vuông. Đường bao ngoài của chồng chập này tạo nên đường biên của ảnh và các bạn sẽ thấy là nó không có hình vuông. Thưa các bạn, tôi không biết là tôi có cần giải thích hai hiện tượng ánh sáng mà tôi đã từng đề nghị các bạn quan sát từ kết quả thí nghiệm của tôi, mô phỏng thí nghiệm của Thomas Young hay không. Tôi đưa ra đây hai hình ảnh, gồm ảnh chụp kết quả thí nghiệm của tôi, mô phỏng thí nghiệm của Young khi tôi bật một bóng đèn, và ảnh thứ hai chụp tấm vách đục lỗ, que đặt giữa lỗ và bóng đèn đã tạo ra cái ảnh mà các bạn vừa xem, để các bạn tự xác định hiện tượng, và tôi nghĩ rằng các bạn đã có thể tự mình giải thích. Nếu các bạn tự thực hiện được điều này thì sẽ rất tốt cho các bạn. Một ứng dụng khác mà chỉ có thể thực hiện được với điều kiện ánh sáng di chuyển dưới dạng song dọc mà tôi đã từng nêu, đó là kỹ thuật chụp ảnh qua lỗ kim hay camera pinhole mà tôi đã từng nói đến. Tôi sẽ tiếp tục chỉ ra những giải thích sai về ánh sáng trong video clip tiếp theo qua việc chỉ ra điều không đúng trong cách giải thích sự hình thành tia laser mà các tài liệu hiện hành đưa ra. Tôi đã chứng minh cho các bạn thấy ánh sáng di chuyển dưới dạng song dọc, nhưng tôi vẫn muốn làm rõ thêm bởi đã có rất nhiều nghiên cứu và ứng dụng về ánh sáng ra đời dựa trên quan niệm ánh sáng là song ngang hay ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt. Với việc chứng minh ánh sáng là song dọc thì việc giải thích kết quả các nghiên cứu và ứng dụng đó sẽ như thế nào? Việc này sẽ mất rất nhiều thời gian nên tôi sẽ không đi sâu vào giải thích lại tất cả mà trong video clip này tôi chỉ nói về tia laser. Theo định nghĩa thông dụng hiện nay, laser, đọc là laser hoặc laser, là tên viết tắt của cụm từ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation trong tiếng Anh. Có nghĩa là khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích. Tôi không biết cụm từ này có đúng hay không. Khi tổng năng lượng ánh sáng thu được thấp hơn nhiều lần so với tổng năng lượng dùng để kích thích. Tôi nêu ra đây cách giải thích sự tạo thành tia laser đang được giảng dạy và trong các tài liệu phổ biến. Theo thuyết lượng tử thì trong một nguyên tử, các electron tồn tại ở các mức năng lượng riêng biệt và rời rạc. Các mức năng lượng có thể hiểu là tương ứng với các quỹ đạo riêng biệt của mỗi electron xung quanh hạt nhân. Electron ở phía ngoài sẽ có mức năng lượng cao hơn những electron ở phía trong. Khi có sự tác động vật lý hay hóa học từ bên ngoài, các electron này cũng có thể nhảy từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao và ngược lại, gọi là chuyển rời trạng thái. Các chuyển rời có thể sinh ra hay hấp thụ lượng tử ánh sáng hay photon theo thuyết lượng tử của Albert Einstein. Bước sóng liên quan đến màu sắc của tia sáng phụ thuộc vào sự chênh lệch năng lượng giữa các mức. Nguyên lý cấu tạo chung của một máy laser gồm có buồng cộng hưởng chứa hoạt chất laser, nguồn nuôi và hệ thống dẫn quang. Trong đó, buồng cộng hưởng với hoạt chất laser là bộ phận chủ yếu. Buồng cộng hưởng chứa hoạt chất laser đó là một chất đặc biệt có khả năng khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ các bước để tạo tia laser. Khi một photon tới va chạm vào hoạt chất này thì kéo theo đó là một photon khác bật ra bay theo cùng hướng với photon tới. Mặt khác, buồng cộng hưởng có hai mặt chắn ở hai đầu. Một mặt phản xạ toàn phần các photon khi bay tới, mặt kia cho một phần photon qua một phần phản xạ lại làm hạt photon va chạm liên tục vào hoạt chất laser nhiều lần tạo ra mật độ photon lớn. Vì thế, cường độ
Chùm laser được khuếch đại lên nhiều lần. Tính chất của laser phụ thuộc vào hoạt chất đó, do đó người ta căn cứ vào hoạt chất để phân loại laser. Một ví dụ về nguyên lý hoạt động của laser có thể miêu tả cho laser thạch anh như sau. Dưới sự tác động của hiệu điện thế lớn, các electron của thạch anh di chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao, tạo nên trạng thái nghịch đảo mật độ tích lũy của electron. Ở mức năng lượng cao, một số electron rơi ngẫu nhiên xuống mức năng lượng thấp, giải phóng hạt ánh sáng, được gọi là photon. Các photon này sẽ tỏa ra nhiều hướng khác nhau từ một nguyên tử, va phải các nguyên tử khác, kích thích electron ở các nguyên tử này rơi xuống tiếp, sinh thêm các photon cùng tần số, cùng pha và cùng ống bay, tạo nên một phản ứng dây chuyền khuếch đại dòng ánh sáng. Các hạt photon bị phản xạ qua lại nhiều lần trong vật liệu nhờ các gương để tăng hiệu suất khuếch đại ánh sáng. Một số photon thoát ra ngoài nhờ các gương bắn mạ tại một đầu của vật liệu, tia sáng đi ra chính là tia laser. Thưa các bạn, đây là cách giải thích dựa trên thuyết lượng tử và quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt của Einstein. Có một số câu hỏi dành cho cách giải thích này như sau. Câu hỏi thứ nhất, nguyên lý khoa học nào hoặc quy tắc vật lý nào đảm bảo cho các photon do các electron khác nhau phát ra ngẫu nhiên có cùng mức năng lượng khi các electron có thể có các mức năng lượng khác nhau? Có nghĩa là các photon có cùng tần số, cùng pha. Với những photon sơ cấp là các hạt photon được phát ra khi các electron đã đạt đỉnh mức năng lượng thì chúng có thể có cùng mức năng lượng, nhưng không thể đồng pha do chúng không được phát ra cùng một thời điểm. Các photon được phát ra từ các electron chưa đạt đỉnh năng lượng nhưng bị kích thích bởi các photon phát ra trước đó thì chúng khó có thể đảm bảo cho các photon của chúng phát ra có cùng mức năng lượng với các photon kích thích, và cũng không có nguyên lý nào đảm bảo cho sự đồng pha và đồng hướng giữa hai photon này. Câu hỏi thứ hai, các photon kích thích electron theo cơ chế nào? Phải chăng đó là theo cơ chế va chạm như trong cách giải thích nêu trên? Có phải sự va chạm này luôn đảm bảo rằng các electron sẽ phải nhảy từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp? Khi một photon va chạm với một electron để kích thích electron này, thì nó có đảm bảo được năng lượng và hướng di chuyển không? Nếu cứ liên tục như thế này thì không biết có bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong câu hỏi thứ hai này. Tôi xin đến câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba, tại sao tia laser không đốt cháy hai gương khi chúng có năng lượng rất cao, có thể làm nóng chảy kim loại? Theo cách giải thích trên đây thì tia laser hình thành trong buồng cộng hưởng. Do có gương bắn mạ nên chỉ có một phần photon năng lượng cao thoát ra ngoài, tạo nên tia laser. Một phần photon năng lượng cao bị phản xạ trở lại buồng cộng hưởng. Nếu thực sự các photon còn này có năng lượng cao như các photon trong tia laser thì nó sẽ phá hủy luôn các gương, vì các gương này sử dụng vật liệu có độ nóng chảy thấp hơn các kim loại mà tia laser làm nóng chảy được, hoặc chúng sẽ gây ra vụ nổ trong các thiết bị tạo tia laser có buồng cộng hưởng bằng chất lỏng hoặc chất khí khi xuất hiện sự giãn nở đột ngột của các chất này. Sẽ rất vô lý khi trong các photon có cùng mức năng lượng, các hạt đi qua lỗ thủng trên gương bắn mạ có thể làm nóng chảy sắt thép, còn các hạt bị gương bắn mạ chặn lại không hề làm nóng chảy thiết kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn. Đây là câu hỏi chỉ ra sự vô lý của cách giải thích về nguyên lý tạo ra tia laser trên đây. Câu hỏi thứ tư, các electron có thực sự dễ dàng giải phóng photon để chúng rơi ngẫu nhiên từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp hay không? Bởi khi chúng hấp thụ năng lượng, chúng phải chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao để thiết lập một trạng thái cân bằng mới. Và trạng thái cân bằng này được duy trì thì các electron không có động lực nào bắt chúng trở lại mức năng lượng thấp được. Vì vậy, sẽ không có các photon ban đầu thoát ra để kích hoạt dây chuyền cho việc tạo tia laser. Đi vào chi tiết, vẫn còn nhiều câu hỏi nữa. Nhưng chỉ với 4 câu hỏi trên đây đã chứng tỏ rằng cách giải thích việc tạo thành tia laser theo quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt là không có cơ sở khoa học, bởi có quá nhiều sự nghi ngờ được đặt ra. Hơn thế nữa, khi sự di chuyển của ánh sáng đã được làm sáng tỏ thì cách giải thích này không còn giá trị. Vậy cách giải thích sự tạo thành tia laser sẽ là gì dựa trên thực tế ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng dọc? Để các bạn có thể hiểu được cách giải thích này, tôi đề nghị các bạn dành một chút thời gian để tìm hiểu hai vấn đề có liên quan. Đó là vấn đề phản xạ ánh sáng và hiện tượng cộng hưởng. Các bạn đừng ngại vì điều này rất có ích cho sự nhận thức của các bạn. Có thể nói rằng
Phần lớn thông tin mà bộ não trong mỗi chúng ta thu thập được từ thế giới đầy màu sắc và hình dạng xung quanh qua con đường thị giác là nhờ ánh sáng phản xạ. Đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học về hiện tượng phản xạ ánh sáng. Tôi không nêu lại các nghiên cứu đó, và trong các quan điểm giải thích về hiện tượng này, tôi muốn nói là tôi có cùng quan điểm với Einstein. Đó là ánh sáng phản xạ do các hạt ánh sáng va đập vào các bề mặt phản xạ và bật trở ra. Nhưng tôi muốn đi sâu hơn và cụ thể hơn. Như các bạn đã biết, để mô tả hiện tượng phản xạ, các nhà nghiên cứu đã thể hiện tia sáng bằng một mũi tên, bề mặt phản xạ và một đường thẳng liền nét. Trong thực tế thì chẳng có một bề mặt nào liên tục như thế, bởi các bề mặt phản xạ được tạo nên từ các nguyên tử, các phân tử và các điện tử. Giữa các thành phần này có khoảng cách tạo thành các lỗ hổng có thể cho tia sáng lọt qua. Tia sáng phản xạ chỉ xuất hiện khi tia sáng chiếu vào bề mặt và va chạm với một thành phần nào đó trên bề mặt phản xạ. Do các điện tử bao quanh hạt nhân nguyên tử, cho nên sự va chạm này chỉ yếu xảy ra giữa hạt ánh sáng và các điện tử đó. Như tôi đã nói, ánh sáng phản xạ đã cho chúng ta thấy được một thế giới sinh động với vô vàn màu sắc, mà mỗi màu sắc là biểu hiện của một tần số ánh sáng nhất định. Câu hỏi là, tại sao ngay trong trường hợp ánh sáng tới là ánh sáng mặt trời, một nguồn sáng đa tần số với giải quang phổ từ vùng hồng ngoại tới vùng tử ngoại, thì phần lớn các bề mặt phản xạ trong tự nhiên chỉ phản xạ lại một hoặc một số màu trong cả giải quang phổ và tạo nên màu sắc cho bề mặt đó. Nguyên nhân chính cho hiện tượng này chỉ có thể được lý giải khi cho rằng một số điện tử hay electron của các phần tử tại bề mặt phản xạ dao động với một tần số tương ứng với một tần số ánh sáng chiếu tới, và sự tương ứng này tạo nên hiện tượng phản xạ màu. Còn các tia sáng khác sẽ trôi qua bề mặt phản xạ, tương tác với các phần tử bên trong và chuyển hóa năng lượng của chúng thành nhiệt năng. Thông thường, ánh sáng sẽ cung cấp năng lượng cho bề mặt phản xạ, làm cho bề mặt phản xạ nóng lên. Các điện tử trong bề mặt phản xạ sẽ chuyển động nhanh hơn. Nhưng cũng có trường hợp ngược lại, bề mặt phản xạ cung cấp thêm năng lượng cho các hạt ánh sáng phản xạ, làm gia tăng năng lượng cho các tia phản xạ. Đó là bề mặt phản xạ được cấu tạo từ kim loại. Đây là điều giải thích tại sao kim loại có ánh kim. Thực tế, nguồn năng lượng do các điện tử cung cấp cho các hạt ánh sáng hay photon không phải lấy từ năng lượng sẵn có của các điện tử, mà do các điện tử này lấy từ các hạt ánh sáng không phản xạ được và thâm nhập vào bề mặt phản xạ. Có một thói quen và có thể là một mặc định trong các nghiên cứu về phản xạ ánh sáng, đó là cho tia tới đến bề mặt phản xạ từ môi trường có chiết quang thấp sang môi trường có chiết quang cao. Hôm nay tôi muốn cùng các bạn làm điều ngược lại, cho tia tới đi từ môi trường chiết quang cao đến môi trường chiết quang thấp để xem có hiện tượng gì xuất hiện. Qua thí nghiệm sau đây, dùng nước sạch đổ vào một cốc thủy tinh trong hoặc một khay nhựa như tôi đang thực hiện. Các bạn có thể thực hiện ngay thí nghiệm này vì nó rất đơn giản. Đặt cốc thủy tinh hoặc khay nhựa sao cho các bạn có thể quan sát được mặt nước từ phía dưới. Dùng một nguồn sáng hoặc một vật gì đó như tôi đang cầm cái bút đặt thấp hơn mực nước để có thể nhìn thấy hình ảnh của chúng qua nước trong cốc. Các bạn sẽ quan sát được hiện tượng mặt nước sẽ phản xạ các tia sáng chiếu tới từ bên trong chất có chiết quang cao. Các bạn nhìn thấy, đây là một cây bút. Khi quan sát từ phía dưới mặt nước, các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh hai cây bút. Còn đây là hình ảnh hai cây bút xuất hiện khi nhìn qua cốc nước. Tôi không biết hiện tượng này có phải là hiện tượng mà các nhà vật lý gọi là hiện tượng lưỡng chiết hay không. Thực tế, thí nghiệm này chỉ ra rằng đây chỉ là các hình ảnh do hai hiện tượng tạo nên. Một là do ánh sáng đi từ cây bút đến ống kính máy quay. Và hai, từ cây bút đến mặt nước rồi phản xạ đến máy quay. Câu hỏi đặt ra là bề mặt nào trong hai bề mặt của hai chất có chất chiết quang khác nhau và tiếp giáp với nhau trong thí nghiệm trên đây? Đó là bề mặt nước hay bề mặt không khí phản xạ lại ánh sáng đến từ trong lòng nước. Nếu thí nghiệm được tiến hành trong buồng chân không với chất chiết quang ở thể rắn thì chúng ta có câu trả lời ngay. Còn trong thí nghiệm mà chúng ta đang tiến hành thì chỉ có thể suy luận, bởi chúng ta không thể phân tích được hai bề mặt không khí và nước. Thí nghiệm này xác định rằng lớp phân tử tại bề mặt ngoài của một khối vật chất có vai trò quan trọng trong việc bẻ gãy các tia sáng chiếu vào chúng, bao gồm cả các tia có thể xuyên qua bề mặt này mà chúng ta đang gọi dưới cái tên là sự khúc xạ ánh sáng. Thí nghiệm này cũng chỉ ra rằng bề mặt hóa học
các phân tử ở bề mặt của khối vật chất là giống với các phân tử bên trong, nhưng về mặt vật lý là đã có sự khác biệt. Sự khác biệt thể hiện ở việc sắp xếp, bố trí và sự vận động của các điện tử khiến cho các điện tử tương tác với môi trường xung quanh và với ánh sáng theo cách riêng. Các điện tử này không được vận động tự do mà bị ràng buộc bởi những liên kết nào đó. Chúng chỉ có thể dao động quanh vị trí nhất định và với một tần số nào đó. Những điều này sẽ được làm sáng tỏ khi kỹ thuật và công nghệ phát triển đến mức chúng ta có thể nhìn thấy các điện tử và sự di chuyển của chúng trong các nguyên tử. Nhưng với những gì chúng tương tác với ánh sáng thì chúng ta đã xác lập được vai trò của chúng trong khoa học về ánh sáng. Như vậy là tôi đã cho các bạn thấy vai trò của lớp điện tử tại bề mặt của một khối vật chất trong tương tác với ánh sáng thể hiện ở ba hiện tượng: phản xạ, khúc xạ và tăng cường độ tia sáng. Trong đó, việc làm tăng cường độ tia sáng có ý nghĩa trong sự hình thành tia laser. Riêng với trường hợp khúc xạ ánh sáng, tôi muốn nói thêm với các bạn điều này. Đó là các điện tử ở mặt ngoài các chất trong suốt có xu hướng dao động với quỹ đạo nằm trong những bề mặt song song với bề mặt của chất chiffon đó. Và với những tần số tương ứng với các tần số ánh sáng khác nhau, chúng đã phân tích chùm ánh sáng trắng thành dải quang phổ. Các tia sáng có tần số cao như tràm, tím có mức tương tác cao hơn các tia có tần số thấp do chúng có mức năng lượng cao nên bị bẻ gãy nhiều hơn. Góc khúc xạ vì vậy cũng lớn hơn. Đặc tính dao động theo quỹ đạo song song với bề mặt phân cách hai lớp chiết quang của các electron còn xuất hiện khi hai khối của cùng một chất trong suốt có tính chất vật lý khác nhau làm cho chiết quang khác nhau cũng dẫn đến sự khúc xạ ánh sáng khi tia sáng chiếu xuyên qua hai khối này. Đây là điều chúng ta có thể quan sát thấy vào sáng sớm hay lúc hoàng hôn, thấy ảo ảnh trên đường nhựa hay trên sa mạc. Và đó cũng là điều xảy ra khi các tia sáng từ các ngôi sao xuyên qua lớp khí quyển mặt trời bị bẻ cong. Chính xác hơn là bị bẻ gãy chứ không bị bẻ cong. Các tia sáng không hề đi theo cái không gian cong của Einstein để tạo thành thấu kính hấp dẫn, mà do chúng bị khúc xạ bởi các lớp khí và cả lớp plasma có một độ cao ở gần mặt trời và do đó có chiết quang cao hơn. Các lớp khí trên quả đất của chúng ta cũng làm điều tương tự để chúng ta thấy vào lúc bình minh và hoàng hôn, mặt trời to hơn và có màu đỏ. Trong thí nghiệm quan sát bề mặt nước trong cốc thủy tinh, tôi đã cho các bạn thấy ánh sáng phản xạ của cây bút là do ánh sáng tới từ trong nước, nhưng không cho các bạn thấy phản xạ từ bề mặt tiếp giáp giữa thủy tinh và nước. Mà cho kết luận tôi đã nêu, hiện tượng này xuất hiện do tác động của các electron của các phân tử bề mặt của chất có chiết quang cao hơn gây ra. Còn trong trường hợp tôi đang nói thì thủy tinh có chiết quang cao hơn lại không làm xuất hiện sự phản xạ. Và kết luận trên có hoàn toàn đúng? Câu trả lời là kết luận đó hoàn toàn đúng nếu không có những sự can thiệp khác. Và trong trường hợp này đó là tương tác giữa các electron của các phân tử nước và của các phân tử tạo nên thủy tinh. Sự tương tác này làm thay đổi hướng dao động của các electron và do đó ảnh hưởng đến các tính chất phản xạ, khúc xạ của ánh sáng. Còn một vấn đề nữa trong đề tài này về tia laser, đó là sự cộng hưởng. Tôi sẽ nói về vấn đề cộng hưởng và giải thích sự hình thành tia laser từ quan điểm ánh sáng là song dọc. Sự đề cập này là tất yếu bởi trong thiết bị tạo laser không thể thiếu buồng cộng hưởng. Ví dụ, dễ thấy nhất trong hiện tượng cộng hưởng mà các sách giáo khoa về vật lý đưa ra là sự dao động của hai con lắc. Đây là dụng cụ trực quan mà tôi đã tạo ra để mô tả ví dụ này. Tôi cho một con lắc dao động và sau đó con lắc kia cũng dao động theo. Hiện tượng cộng hưởng có rất nhiều trong tự nhiên và trong cuộc sống. Tôi sẽ đưa ra đây một số cho các bạn xem, nhưng tôi muốn các bạn đi sâu hơn vào sự cộng hưởng của con lắc. Hai con lắc trong dụng cụ thí nghiệm cùng được buộc vào một sợi dây. Khi cho một con lắc dao động, con lắc kia cũng dao động theo. Chúng ta nói rằng đây là hiện tượng cộng hưởng. Nhưng hiện tượng này không xảy ra khi tôi thay đổi chiều dài dây treo của một trong hai con lắc. Tôi không thực hiện điều này tại đây để các bạn tự thực hiện và kiểm chứng. Hoặc treo chúng vào một cái xà cứng như tôi thực hiện bước thứ hai của thí nghiệm. Điều này chứng tỏ muốn có sự cộng hưởng cần có điều kiện. Đó là sự chuyển giao năng lượng và khả năng chuyển trạng thái khi chuyển giao và tiếp nhận năng lượng. Trong trường hợp hai con lắc trên đây, việc thay đổi chiều dài dây treo của con lắc tiếp nhận năng lượng sẽ làm mất khả năng chuyển trạng thái của nó nên hiện tượng cộng hưởng không xảy ra, mặc dù nó vẫn còn tiếp nhận được năng lượng.
Trong trường hợp buộc cả hai con lắc vào xà cứng, năng lượng không được chuyển qua lại giữa hai con lắc nên hiện tượng cộng hưởng cũng không xảy ra. Ví dụ thứ hai về hiện tượng cộng hưởng mà tôi muốn cho các bạn xem là một vận động viên đang nhảy cầu. Vận động viên thực hiện hai bước nhún. Bước thứ nhất nhằm tích lũy năng lượng cho cầu nhảy. Bước thứ hai kết hợp năng lượng giữa sức bật của bản thân vận động viên với sức bật của cầu làm cho độ cao nhảy lên của vận động viên cao hơn. Cách thức này cũng được thể hiện trong trò chơi nhảy trên bản nhún trong video này. Người chơi muốn nhảy cao hơn khả năng của mình cần thực hiện bước tích lũy năng lượng cho bạn và nhảy lên đúng lúc bạn bật lên. Tôi đưa thêm ví dụ nữa về hiện tượng cầu hưởng. Đó là tiết mục nhảy cầu bật của các diễn viên siếc. Một diễn viên đứng ở một đầu cầu bật đặt tiếp xúc với nền. Hai diễn viên nhảy từ trên độ cao xuống đầu kia của cầu bật dưới tác động của cơ chế đòn bẩy. Đầu cầu bật đặt thấp bật lên làm cho diễn viên đứng trên đó bật cao lên. Chúng ta có thể suy luận hai khả năng. Nếu vận động viên đứng trên đầu cầu đặt thấp không kết hợp tự nhảy lên cùng với cầu bật thì độ cao của người đó sẽ chỉ tới một mức nào đó mặc dù vẫn cao hơn so với khả năng của anh ta. Chúng ta gọi trường hợp này là cộng hưởng chủ động. Khả năng thứ hai là anh ta kết hợp tự nhảy lên cùng với sức bật của cầu bật. Sự kết hợp này sẽ cho độ cao nhảy lên của anh ta cao hơn, đây là hiện tượng cộng hưởng chủ động. Có một mặc định phổ biến trong giới vật lý cho rằng hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra trong các dao động. Nhưng nếu chỉ xét trong nửa chu kỳ dao động đầu tiên, có nghĩa là chúng ta cắt bỏ phần dao động thì chúng ta sẽ thấy sự thay đổi trạng thái của con lắc thứ hai giống hoàn toàn với sự thay đổi trạng thái của vận động viên nhảy cầu bật bị động. Còn nếu xét từ chu kỳ thứ hai của dao động trở đi, chúng ta sẽ thấy năng lượng trong lần tiếp nhận trước nếu không bị mất đi do một nguyên nhân nào đó sẽ trở thành yếu tố chủ động làm cho sự thay đổi trạng thái diễn ra mạnh hơn. Việc tôi dẫn các bạn đi qua các ví dụ về cộng hưởng là để các bạn thoát khỏi sự hạn hẹp của quan niệm về hiện tượng cộng hưởng hiện tại, giúp các bạn có tầm nhìn rộng hơn về các hiện tượng. Nếu chỉ xem xét bề ngoài hoặc hời hợt sẽ cho rằng chúng chẳng có mối liên hệ nào hay có những tính chất đặc điểm nào giống nhau. Hiện tượng cộng hưởng trong các dao động đơn giản chỉ là sự cộng hưởng nhiều lần. Còn trong thực tế, hiện tượng cộng hưởng một lần là không thể kể hết được. Quả bóng gôn bay đi khi bị cây gậy gôn đánh vào cũng là một sự cộng hưởng một lần. Tương tự, chơi quần vợt, chơi cầu lông là quá trình cộng hưởng, chơi bóng đá cũng vậy. Một định nghĩa đơn giản về hiện tượng cộng hưởng là sự thay đổi trạng thái đứng yên hay chuyển động của hai hay nhiều vật thể khi chúng tương tác chuyển giao năng lượng cho nhau. Định nghĩa này bao gồm tất cả các hạt như hạt ánh sáng. Quay trở lại giải thích cho sự hình thành tia laser. Có một sự chưa rõ ràng trong cách giải thích hiện tại, đó là ở mức năng lượng cao, một số electron sẽ rơi ngẫu nhiên xuống mức năng lượng thấp giải phóng hạt ánh sáng, được gọi là photon, như ở trên đã nêu. Tôi đã đưa ra câu hỏi về sự ngẫu nhiên này và tôi muốn phân tích thêm bởi muốn phá vỡ sự cân bằng đã được thiết lập của một hệ thống cần có một tác động từ bên ngoài. Khi các electron hấp thụ năng lượng từ một kích thích nào đó, ví dụ như nung nóng một thỏi sắt, chúng sẽ chuyển từ quỹ đạo chuyển động gần hạt nhân đến quỹ đạo xa hơn để tạo sự cân bằng giữa sức hút của hạt nhân nguyên tử và động năng mới tác động lên các electron. Nếu không có các tác động từ bên ngoài như chênh lệch nhiệt độ chẳng hạn, động năng của electron không bị suy giảm thì không có chuyện một số electron rơi ngẫu nhiên xuống mức năng lượng thấp để giải phóng ánh sáng được. Và nếu nói rằng dùng hạt ánh sáng để kích thích electron giải phóng photon thì càng sai, bởi điều này đi ngược lại với định luật quang điện của Einstein. Định luật này xác định rằng ánh sáng làm cho các electron thoát ra ngoài, hay nói cách khác, chính các photon là nhân tố kích thích các electron di chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao và xa hơn, đó là thoát khỏi sức hút của hạt nhân nguyên tử để trở thành các electron tự do. Điều này cũng đồng thời giải thích sự tích điện trong các đám mây giông mùa hè. Ánh nắng chói chang của mùa hè đã làm cho các electron của các chất khí thoát ra thành các electron tự do và các ion dương. Quá trình này gọi là ion hóa. Các electron và ion được các phân tử nước trong các đám mây hấp thụ riêng biệt tạo nên sự chênh lệch điện áp giữa các đám mây và mặt đất. Đến một mức chênh lệch nào đó, dòng điện được tạo ra dưới dạng tia sét. Như vậy, định luật công điện và sự tích điện trong các đám mây đã chứng tỏ rằng khi các electron bị kích thích bởi các photon,
Chúng có xu hướng nhảy lên các mức năng lượng cao hơn hoặc thoát ra ngoài chứ không nhảy xuống mức năng lượng thấp. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là các photon đã cung cấp năng lượng cho các electron, làm cho động năng của chúng tăng lên, tốc độ di chuyển của chúng do đó cũng tăng. Và với tốc độ cao, chúng dễ dàng thoát khỏi sức hút của hạt nhân nguyên tử. Còn các photon, sau khi kích thích các electron, chúng sẽ bị mất năng lượng, động năng của chúng sẽ giảm và hướng di chuyển nếu có cũng sẽ thay đổi. Cơ chế kích thích tất nhiên là cơ chế va chạm. Cơ chế này có tính chất hai chiều, năng lượng có thể chuyển từ các electron sang các photon và ngược lại. Nói tóm lại, cách giải thích về sự hình thành tia laser hiện nay của các nhà vật lý là không thuyết phục, nếu không muốn nói là cách giải thích không đúng. Vậy cách giải thích nào là đúng? Muốn làm rõ điều này thì cần phải trả lời một loạt các câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, đó là tia laser hình thành trong hay ngoài buồng cộng hưởng. Nếu cho tia laser hình thành trong buồng cộng hưởng thì sẽ vấp phải câu hỏi mà tôi đã đưa ra là tại sao tia laser không phá hủy buồng cộng hưởng và thiết bị tạo ra nó. Việc buồng cộng hưởng và thiết bị không bị phá hoại bởi tia laser đã cho câu trả lời là tia laser không hình thành trong buồng cộng hưởng. Nhưng nếu tia laser hình thành bên ngoài buồng cộng hưởng thì sẽ phải trả lời câu hỏi tại sao tia laser không được tạo ra trong tự nhiên mà cần phải có thiết bị tạo ra chúng. Cơ chế nào để thiết bị tạo ra tia laser bên ngoài thiết bị hay thiết bị tạo ra tia laser bằng cách nào? Sẽ không thể trả lời ngay câu hỏi này nếu không trả lời được câu hỏi sau có liên quan đến vật lý lượng tử. Đó là, có thực, khi electron chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp sẽ giải phóng photon hay ngược lại? Nói cho dễ hiểu, thì các electron tạo ra tia sáng vào khi nào? Khi chúng chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp hay trong quá trình từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao? Hoặc trong quá trình vận động trên quỹ đạo? Câu hỏi tiếp theo là, các electron chỉ giải phóng năng lượng, giải phóng một lượng tử năng lượng để các photon có sẵn bên ngoài electron hấp thụ, chuyển thành động năng và di chuyển tạo nên tia sáng, hoặc nhả ra một photon để tạo nên tia sáng. Trả lời cho câu hỏi này là cần thiết bởi chúng ta không chỉ có một loại nguồn nuôi trong thiết bị tạo laser là ánh sáng mà còn có nguồn nuôi là trường điện áp cao. Trường điện áp cao không phải là nguồn cung cấp photon mà chỉ là nguồn cung cấp năng lượng để các electron chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao. Nếu trường này duy trì liên tục sẽ không cho phép các electron trở về mức năng lượng thấp và do đó không thể phát ra photon. Ánh sáng không thể được tạo ra và không thể có tia laser. Thực tế, tia laser vẫn được tạo ra với buồng cộng hưởng là thạch anh và nguồn nuôi là điện áp cao. Vậy, thực tế quá trình này diễn ra như thế nào? Để trả lời cho các câu hỏi này, các bạn hãy liên tưởng đến việc nung nóng và thở sắt. Nung nóng thở sắt thực chất là việc cung cấp cho các nguyên tử, các electron, hay nói rộng hơn là cung cấp cho mọi thành phần của thỏi sắt năng lượng dưới dạng nhiệt năng. Quá trình hấp thụ nhiệt năng làm cho các electron chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao. Sự chuyển dây này làm cho kích thước các nguyên tử lớn hơn, khiến cho thỏi sắt nở ra. Tiếp tục quá trình nung, thỏi sắt sẽ nóng đỏ lên, có nghĩa là nó đã phát sáng. Càng nung thì cường độ phát sáng của thỏi sắt càng mạnh. Khi đưa thỏi sắt ra ngoài lò nung, do chênh lệch nhiệt độ với môi trường mà thỏi sắt nguội dần. Đi cùng quá trình nguội là quá trình suy giảm cường độ phát sáng của thỏi sắt. Ví dụ này dẫn đến kết luận rằng năng lượng làm tăng động năng cho các electron và sự phát sáng xảy ra khi các electron tăng năng lượng chứ không phải là giảm năng lượng. Có nghĩa là các electron tạo ra tia sáng khi nó dịch chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao hoặc đang di chuyển trên quỹ đạo có mức năng lượng cao. Trong quá trình di chuyển từ mức thấp lên mức cao và trên quỹ đạo di chuyển mới, chúng va chạm với các photon, chuyển năng lượng cho các photon và do đó mất năng lượng này. Động năng của chúng suy giảm, không cân bằng được với lực hút của hạt nhân, nên chúng phải nhảy về các quỹ đạo có mức năng lượng thấp, hoàn toàn không có sự ngẫu nhiên nào làm cho chúng rơi xuống mức năng lượng thấp. Câu hỏi các electron tạo ra tia sáng như thế nào đã được trả lời một phần bởi các bạn có thể đặt câu hỏi này, cái cách mà các electron tạo ra tia sáng là gì? Để có thể hiểu rõ hơn, các bạn hãy liên tưởng đến sự phản xạ ánh sáng của tôi đã nêu, bao gồm sự phản xạ ánh sáng của kim loại. Tuy có thể quá trình diễn ra là ngược nhau, nhưng quá trình các electron tạo ra tia sáng với quá trình phản xạ đều có điểm chung và là bản chất của hai quá trình này, đó là sự va chạm của các electron với các hạt ánh sáng. Các photon hấp thụ động năng từ các electron sẽ di chuyển nhanh tạo nên tia sáng.
Nếu chúng không bị cản trở, chúng ta có phương thức di chuyển của ánh sáng dưới dạng hạt. Nếu chúng va chạm với các photon khác trên hướng di chuyển của chúng, chúng sẽ chuyển động năng mà chúng nhận được cho các photon này, và do tác động của phản lực, chúng quay về vị trí cũ và có thể lại va chạm với các electron để tái diễn quá trình tạo ra ánh sáng. Còn các photon tiếp nhận động năng từ các photon trước đó cũng di chuyển và va chạm, chuyển động năng cho các photon kế tiếp. Sóng ánh sáng được tạo ra và chúng ta có phương thức di chuyển của ánh sáng dưới dạng sóng dọc. Câu hỏi, các cách để các electron tạo ra tia sáng là gì đã được trả lời. Và chúng ta thấy sự có mặt của hiện tượng cộng hưởng trong cách mà tia sáng được tạo ra tương tự như gậy gôn đập vào quả bóng gôn. Động năng của gậy gôn chuyển cho quả bóng gôn khiến cho quả bóng bay đi. Động năng càng lớn, bóng càng bay đi xa. Đồng thời cũng xuất hiện một phần trả lời cho câu hỏi. Các electron chỉ giải phóng năng lượng, giải phóng một lượng tử năng lượng để các photon có sẵn bên ngoài electron hấp thụ, chuyển thành động năng và di chuyển tạo nên tia sáng, hoặc nhả ra một photon để tạo nên tia sáng. Các electron không nhả ra photon. Với những gì các bạn đã được học, được nghe, được tìm hiểu qua sách vở thì có thể các bạn không đồng ý với tôi câu trả lời này. Nhưng các bạn sẽ gặp rắc rối khi giải thích về việc tạo tia laser khi dùng nguồn nuôi không phải là ánh sáng. Với phần câu hỏi còn lại, câu trả lời sẽ là các electron không giải phóng năng lượng theo nghĩa tự giải phóng mà cần có một tương tác nào đó làm cho chúng bị mất năng lượng. Chúng có thể mất năng lượng cho các photon với một mức độ nào đó tùy theo từng trường hợp, và mức cao nhất được gọi là một lượng tử năng lượng tương ứng với một vạch quang phổ khi các electron va chạm với các photon trên quỹ đạo của chúng. Điều này giải thích tại sao trong giải quang phổ do các chất tạo ra chỉ có một số vạch đặc trưng. Lưu ý rằng lượng tử năng lượng không phải là photon và cũng không phải là lượng tử ánh sáng, chúng chỉ là năng lượng. Tôi muốn nói thêm với các bạn điều này. Nếu các electron có thể ngẫu nhiên rơi từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp và tạo ra ánh sáng thì sẽ có rất nhiều vật lấp lánh trong đêm tối, và như vậy màn đêm sẽ bị xóa nhòa bởi sự tự phát sáng của vật chất. Có vẻ như tôi dẫn các bạn đi quá xa vấn đề đang cần giải quyết. Không sao đâu các bạn. Tôi làm vậy để cho các bạn thấy vấn đề này là phức tạp, cần có sự xem xét đầy đủ, kỹ lưỡng, không nóng vội, cầu thả, sơ sài được, và không được áp đặt lối tư duy, lối suy luận sơ đẳng vào trong những vấn đề phức tạp được. Có như vậy chúng ta mới thấu hiểu được tự nhiên và tiếp cận được chân lý khoa học. Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi chính của vấn đề tại đây, mà muốn làm rõ một nghi vấn nữa, đó là có thể dùng một photon để kích thích electron phát ra một photon có cùng mức năng lượng, cùng pha và cùng hướng với photon kích thích hay không? Đây là một giải thích trong việc tạo ra tia laser mà các bạn đã được thấy trong phần đầu của video thứ 6. Nhận xét đầu tiên có thể đưa ra là điều này thể hiện mâu thuẫn trong cách giải thích về sự tạo thành tia laser của vật lý hiện nay. Cùng mức năng lượng như nhau mà có electron được ngẫu nhiên rơi xuống mức thấp để giải phóng photon, những electron khác lại cần có sự kích thích từ photon. Đã có ngẫu nhiên rơi xuống được thì có ngẫu nhiên nhảy lên không? Một câu hỏi nữa bổ sung cho nghi vấn này, đó là sẽ giải thích sự kích thích này như thế nào trong tạo tia laser hồng ngọc với nguồn nuôi là ánh sáng đến từ đèn neon, khi tần số ánh sáng của nguồn nuôi hay là nguồn photon kích thích không cùng tần số và chắc chắn là không cùng pha với tia laser được tạo ra. Các tia sáng mang năng lượng, chúng kích thích các electron qua tương tác giữa các photon trong tia sáng với các electron, cung cấp năng lượng cho các electron. Điều này đã được Einstein chỉ ra trong định luật quang điện. Không có chuyện các photon kích thích các electron mà chúng không bị mất gì. Chúng bị mất năng lượng, và năng lượng này được các electron hấp thụ và được gia tăng đồng năng, giúp cho các electron chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao nếu chúng hấp thụ đủ năng lượng. Nếu các photon mất hết năng lượng, chúng trở thành những kẻ có mặt gần các electron và sẵn sàng nhận lại năng lượng từ các electron qua tương tác để chuyển thành tia sáng. Và tần số mới của chúng sẽ thay đổi khi mức năng lượng mới mà chúng nhận được không như năng lượng đã có của chúng trước khi va chạm. Hướng di chuyển của chúng cũng thay đổi. Trở lại vấn đề tia laser được hình thành như thế nào khi chúng không hình thành trong buồng cộng hưởng. Khi tia laser không hình thành trong buồng cộng hưởng thì vai trò của buồng cộng hưởng là gì? Và điều gì xảy ra trong buồng cộng hưởng khi tia laser được tạo ra? Trước tiên, chúng ta hãy xem xét điều gì xảy ra trong buồng cộng hưởng khi tia laser được tạo ra. Chúng ta biết rằng, khi các electron trong nguyên tử của các chất hấp thụ năng lượng, động năng của chúng tăng lên, tốc độ di chuyển của chúng tăng và quỹ đạo của chúng cũng thay đổi. Năng lượng mà chúng tiếp nhận có thể là nhiệt, là ánh sáng,
Và do chúng mang điện tích nên năng lượng của chúng cũng tăng giảm khi đặt chúng trong môi trường điện áp thay đổi. Sự tăng giảm này cũng dẫn đến thay đổi động năng, thay đổi tốc độ và quỹ đạo di chuyển. Kết quả của những quá trình vật lý này được áp dụng trong kỹ thuật như tạo ra điện từ ánh sáng, loa áp điện và cả tia laser mà chúng ta đang bàn đến. Các electron trong các chất dùng làm nguồn cộng hưởng trong thiết bị tạo tia laser cũng tăng động năng khi chúng được cung cấp năng lượng, nhưng do liên kết điện từ giữa chúng nên chúng không được chuyển động tự do mà chỉ dao động tại một vị trí cân bằng được xác định trong liên kết. Sự dao động này đã dẫn đến sự khúc xạ và phân tích ánh sáng như tôi đã nói. Và sự liên kết điện từ giữa các electron không cho chúng chuyển động tự do đã làm nên một tính chất đặc biệt. Đó là tính trong suốt của nhiều chất hóa học. Và điều này cũng giải thích tại sao chỉ có một số chất được dùng làm nguồn cộng hưởng. Do các electron có liên kết chặt chẽ với nhau nên chúng có thể chuyển năng lượng cho các nhau để chúng có thể dao động cùng tần số và cùng pha. Phương của dao động của từng electron được điều chỉnh dần theo phương ưu tiên là các phương có nhiều electron tham gia nhất. Và cái cách để tạo ra phương ưu tiên là dùng hai gương đặt đối diện để lán các photon kích theo một phương. Khi các electron đã đạt được trạng thái cùng tần số, cùng pha và cùng hướng và biên độ dao động đạt mức cao nhất, lớp electron ở cùng sẽ trở thành một cái mảng dung. Do tương tác giữa các electron mà mảng dung có thể hình thành phía bên ngoài gương hoặc lớp bảo vệ buồng cộng hưởng. Các photon tiếp xúc với bề mặt này phía ngoài buồng cộng hưởng sẽ bị đánh mạnh như là gậy gôn đánh vào bóng gôn bởi mảng dung và di chuyển với động năng do các electron cung cấp. Do di chuyển trong trường hạt photon nên các photon đầu tiên này không thể di chuyển xa mà chúng va chạm với các photon phía trước hướng di chuyển của chúng để chuyển ra năng lượng và quay lại để nhận năng lượng từ cái mảng dung electron với chu kỳ dao động tương ứng với chu kỳ dao động của các electron cung cấp năng lượng cho chúng. Điều này có vẻ giống như cái cách tạo ra tia sáng mà tôi đã nói ở phần trên. Sự thật là sự hình thành tia laser hoàn toàn giống với sự hình thành tia sáng từ thỏi sắt được nung đỏ. Đó là các electron bề mặt ngoài thỏi sắt tham gia vào việc tạo ra tia sáng. Sau khi mất năng lượng cho tia sáng, chúng lại được cung cấp năng lượng trở lại từ các electron bên trong với trường hợp thỏi sắt được làm nguội. Các electron bên trong cũng có thể tạo ra tia sáng khi trường photon xâm nhập đến chúng. Sự khác nhau giữa việc tạo ra tia laser và ánh sáng từ thỏi sắt thể hiện ở chỗ các electron trong buồng cộng hưởng dao động có hướng nên tia laser được hiện định hướng. Còn trong thỏi sắt, các electron chuyển động theo các hướng khác nhau nên tia sáng tỏa ra mọi hướng. Và chúng khác nhau ở chỗ chuyển động của các electron trong buồng cộng hưởng là đồng nhất nên chúng có thể cung cấp một động năng lớn cho các photon, khiến cho biên độ dao động của các photon tăng lên rất nhiều để truyền tải được dòng năng lượng cực lớn mà không làm tăng tần số. Còn trong thỏi sắt, các electron chỉ có năng lượng tối đa khi di chuyển trên một bậc năng lượng nên chúng chỉ chuyển giao năng lượng giới hạn cho các photon. Tia sáng được tạo ra từ thỏi sắt có thể cùng tần số với tia laser nhưng năng lượng thì thấp hơn rất nhiều lần. Nếu muốn so sánh cách tạo ra tia laser hồng ngọc với nguồn nuôi là ánh sáng để hiểu rõ hơn nguyên lý tạo ra tia laser, các bạn có thể so sánh với màn trình diễn của các diễn viên xiếc nhảy cầu vật mà tôi đã cho các bạn xem. Các photon là các diễn viên, còn buồng cộng hưởng là cầu vật. Một diễn viên sẽ bật cao khi nhận tác động từ hai vận động viên nhảy xuống từ độ cao thấp thông qua cầu vật. Động năng của hai người nhìn truyền cho một người khiến người này bật cao hơn so với khi chỉ có một người truyền năng lượng. Một photon trong tia laser sẽ nhận được năng lượng từ nhiều photon trong ánh sáng của nguồn nuôi thông qua buồng cộng hưởng, khiến năng lượng của nó tăng lên mức rất cao như chúng ta đã thấy. Câu hỏi tại sao tia laser lại có mức năng lượng cao đã được trả lời. Đồng thời, câu hỏi tại sao hiệu suất của thiết bị tạo tia laser hiện nay là thấp bởi không phải tất cả các photon trong nguồn nuôi tham gia vào việc cung cấp động năng cho các photon trong tia laser khi những photon này không tương tác với các electron của buồng cộng hưởng. Thậm chí một số trong đó còn tương tác ngược làm triệt tiêu một phần năng lượng của các electron này. Điều này cũng giải thích tại sao tôi nghi ngờ sự đúng đắn của cái tên khuếch đạt ánh sáng bằng phát xạ kích thích. Chúng ta còn thấy sự giống nhau giữa việc tạo tia laser từ thạch anh có nguồn nuôi là điện áp cao với việc tạo ra âm thanh từ loa điện áp điện. Đúng vậy, bởi loa áp điện dùng điện áp biến đổi đạt lên tấm thạch anh để tạo ra các âm thanh có tần số khác nhau và chúng ta có chiếc loa mỏng gọn dùng trong điện thoại thông minh. Nguyên lý chung tạo ra laser và âm thanh từ thạch anh giống nhau một lần nữa chứng minh rằng ánh sáng là sóng dọc. Các photon là các cấu trúc vật chất tồn tại độc lập. Chúng hấp thụ và giải phóng năng lượng như các cấu trúc vật chất khác. Chúng không phải là năng lượng chuyển hóa thành.
Chúng không phải là lượng tử năng lượng và chúng có thể mang các mức năng lượng khác nhau. Chúng có tỷ trọng lớn để hấp thụ được rất nhiều năng lượng. Chúng có khối lượng cả trong lúc rừng. Chúng có mặt khắp mọi nơi trong vũ trụ và có thể trong các nguyên tử vật chất. Chúng là loại hạt quan trọng nhất trong vũ trụ này. Đến đây tôi cho rằng tự các bạn đã tìm ra đáp án cho các câu trả hỏi ở trên. Tôi có thể giải thích cặn kẽ hơn nữa, nhưng tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu các bạn tự đặt ra các nghi vấn rồi tự tìm kiếm cách giải đáp. Khi các bạn tự tìm kiếm được cách giải đáp thì niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với các bạn. Thật không phải khi tôi lôi kéo các bạn vào những rắc rối của khoa học. Nhưng đây là con đường mà khoa học phải trải qua để đến với chân lý. Vì sự phát triển và cuộc sống tốt đẹp hơn cho loài người, chúng ta phải tìm hiểu tường tận tự nhiên, sử dụng một cách khéo léo và hạn chế tối đa tác hại của sức mạnh tự nhiên cho cuộc sống của chúng ta. Khoa học đã đem lại sự phồn thịnh cho con người, nhưng một sai lầm của khoa học cũng có thể gây ra tác hại to lớn. Trách nhiệm của tôi, của các bạn không chỉ là tìm tòi, khám phá bí ẩn của tự nhiên, mà còn đưa ra những giải thích, những chỉ dẫn và phổ biến những khám phá đó. Đồng thời, cũng xem xét, đánh giá tính đúng đắn của những giải thích, những chỉ dẫn khoa học đã có để khoa học hoàn thiện hơn. Tôi nói những điều này chưa phải đã kết thúc việc minh chứng ánh sáng là sóng dập của tôi, vì còn có những điều về ánh sáng phải nói đến. Thưa các bạn, như vậy, quan niệm ánh sáng là sóng ngang hoàn toàn xuất phát từ nhận định không đúng về kết quả của thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm là khách quan, còn đánh giá kết quả lại là chủ quan. Quan niệm ánh sáng là sóng ngang bị loại bỏ. Nếu bạn nào có thể tìm ra được cơ sở chắc chắn ánh sáng là sóng ngang, xin cung cấp để mọi người cùng đánh giá. Còn với tôi, những nghiên cứu mà tôi trình bày tiếp sau với các bạn hoàn toàn khẳng định rằng ánh sáng là sóng dập. Có một hình thức di chuyển của ánh sáng thỏa mãn cả hai tính chất sóng và hạt, thỏa mãn cả định luật quang điện mà không phải loại bỏ đi tính sóng. Rất dễ tưởng tượng, chứ không mơ hồ như quan niệm hạt di chuyển dưới dạng sóng của Berkeley. Câu hỏi đầu tiên phát sinh khi cho rằng ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng dọc mà tôi tin là các bạn sẽ hỏi, đó là môi trường chuyển ánh sáng là gì? Câu hỏi này không dễ trả lời bằng các chứng cứ trực tiếp trong điều kiện hiện nay, mà chỉ có thể trả lời bằng các chứng cứ gián tiếp, giống như việc quan sát các hố đen vậy. Các câu trả lời là môi trường chuyển sóng ánh sáng chính là môi trường được tạo ra bởi các hạt ánh sáng. Một chứng cứ gián tiếp quan trọng nhất đã được xác thực, đó là ánh sáng có tính sóng hay ánh sáng là sóng. Sóng không tồn tại nếu không có môi trường chuyển sóng. Có sóng có nghĩa là tồn tại một môi trường chuyển sóng tương ứng. Sự tồn tại của hạt ánh sáng được định luật quang điện của Einstein chứng minh. Có thể có những loại hạt khác tham gia vào quá trình truyền năng lượng ánh sáng, nhưng với những tính chất như ánh sáng di chuyển với tốc độ rất cao, độ tán xạ thấp, thì có thể nói là môi trường truyền ánh sáng khá đồng nhất. Đây là điều khác với âm thanh, cũng là một sóng dọc và là nguyên nhân khiến Newton và nhiều nhà khoa học khác đã không coi ánh sáng là sóng dọc. Câu hỏi phát sinh tiếp theo, môi trường này có sự đặc biệt không? Có giống với môi trường ET không? Trước hết, tôi muốn nói về kết quả thí nghiệm của Michelson Morley, một thí nghiệm nhằm xác định sự tồn tại của môi trường ET. Michelson Morley thiết kế và thực hiện thí nghiệm với giả thiết ánh sáng là sóng ngang. Vâng, chỉ với giả thiết này thì các bạn đã thấy sự thất bại của thí nghiệm rồi, bởi như tôi đã nói là không thể nhìn thấy các vân giao thoa ánh sáng bằng mắt thường. Nhưng vào thời điểm đó thì khó nhận ra được điều này. Nhân đây, tôi cũng muốn nói với các bạn là bằng mắt thường, chúng ta nhìn thấy được sự giao thoa của ánh sáng, nhưng với một hình thức khác, và sau này tôi sẽ cho các bạn biết rõ hơn. Những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của thí nghiệm Michelson-Morley chính là đi tìm cái không tồn tại. Vâng, môi trường ET là không tồn tại. Ánh sáng không di chuyển trong môi trường ET mà di chuyển trong môi trường tạo bởi các hạt ánh sáng. Một môi trường khổng lồ và siêu linh động. Trong vũ trụ này, tất cả các cấu trúc vật chất, từ các hạt đến các ngôi sao, các thiên hà đều trôi nổi trong lòng đại dương mênh mông của các hạt ánh sáng. Nó không cố định như môi trường ET theo giả thiết của các nhà vật lý trong những thế kỷ trước. Các hạt ánh sáng tương tác với nhau bằng cả lực đẩy và lực hút, nên giữa chúng có khoảng cách và tốc độ ánh sáng bị giới hạn. Hạt ánh sáng luôn có khối lượng, tỷ trọng giữa khối lượng và thể tích của nó là khá lớn. Hay nói cách khác, mật độ vật chất trong các hạt ánh sáng là rất rất cao để nó có thể hấp thụ và truyền tải được năng lượng cực cao. Điều này làm cho hạt ánh sáng trở nên rất cứng và khó bị phá hủy. Đồng thời, tương tác hấp dẫn trở nên rất mạnh,
để hình thành liên quan quyển xung quanh các vật thể, các thiên thể và cả các hạt có lực hấp dẫn riêng đủ lớn. Quang quyển di chuyển cùng với các thực thể đó giống như lớp không khí cuốn theo chiếc tàu đang chạy hay lớp không khí bao quanh trái đất vậy. Trường hấp dẫn của trái đất tạo nên một quang quyển bao bọc xung quanh và di chuyển cùng trái đất. Đây là lý do tốc độ ánh sáng đo được trên mặt đất theo mọi hướng là bằng nhau. Cụ thể hơn, khi ánh sáng di chuyển trong cùng một quang quyển, tốc độ của tia sáng theo mọi phương là như nhau, giống như sóng âm trong một toa tàu khí năng di chuyển. Thí nghiệm của Markerson Morley được thực hiện trong một quang quyển riêng là căn hầm thí nghiệm nên không hề có sự chênh lệch quãng đường đi của hai tia sáng. Chúng là sóng dọc đơn sắc nên không có sự giao thoa. Khi tia sáng di chuyển từ quang quyển này sang quang quyển khác có tính chất chiết quang giống nhau nhưng tốc độ của từng quang quyển là khác nhau, thì tốc độ của tia sáng trong quang quyển mới vẫn bằng tốc độ trong quang quyển cũ. Với lưu ý, tốc độ này được so với tâm cố định trong quang quyển tương ứng. Còn nếu quan sát từ bên ngoài, hai quang quyển sẽ thấy tốc độ của tia sáng thay đổi từ quang quyển này sang quang quyển khác, nếu con người làm được điều này. Vâng, thực sự là chúng ta chỉ quan sát được các tia sáng từ vũ trụ chiếu vào trái đất từ nguồn sáng đến mắt của mỗi người, chứ không hề quan sát được tia sáng từ mặt trời dọa vào mặt trăng hay các hành tinh của nó. Càng không quan sát được ánh sáng chiếu vào nhau giữa các ngôi sao, các thiên hà. Chúng ta đang cố định tốc độ ánh sáng di chuyển trong vũ trụ là một hàm số và bằng tốc độ của một số đại hạt như tia alpha để quan sát vũ trụ. Điều này đã dẫn đến tình trạng không giải thích được tại sao khi quan sát một vụ nổ trong vũ trụ thì ánh sáng không đến đồng thời với các hạt. Kết quả này là minh chứng cho sự tồn tại của quang quyển và sự thêm bớt tốc độ di chuyển của ánh sáng khi đi qua các quang quyển khác nhau là có thực. Hai tia sáng 1 và 2 chiếu song song cùng xuất phát từ một nguồn. Tia 1 được chiếu qua một bình thủy tinh có chiết quang của vỏ bình bằng chiết quang môi trường đang di chuyển rất nhanh theo hướng tia sáng, thì tia 1 sẽ đến đích trước tia 2, có nghĩa là so với vị trí của người quan sát đứng cố định cùng với nguồn và đích, tia 1 có tốc độ trung bình cao hơn tia 2. Còn nếu vị trí quan sát ở bên trong bình và di chuyển cùng với bình thì người quan sát sẽ thấy tốc độ tia 1 di chuyển bên trong bình không khác với kết quả mà người đó quan sát tia 1 bên ngoài bình. Và đây là nguyên nhân để Einstein đưa ra tiên đề 2 cho thuyết tương đối hẹp. Một minh chứng nữa mà tôi đã nêu trong video clip 6 và 7 đó là sự tạo thành tia laser. Tôi đã chứng minh rằng tia laser không thể được tạo ra bên trong buồng cộng hưởng thì nó sẽ phá hủy buồng cộng hưởng. Tia laser được tạo ra bên ngoài buồng cộng hưởng khi và chỉ khi có các photon có sẵn bên ngoài và tiếp xúc với buồng cộng hưởng, giống như không khí tiếp xúc với bề mặt trống. Tấm trống được tạo ra khi mặt trống rung. Chúng ta sẽ không có tiếng trống khi chơi trống trong buồng chân không bởi thiếu môi trường chuyển sóng. Tia laser sẽ không xuất hiện nếu không có môi trường được tạo ra được từ các hạt ánh sáng hay các hạt photon. Không có môi trường chuyển sóng sẽ không có sóng. Đây là nguyên lý bất di bất dịch của tự nhiên. Ánh sáng không là ngoại lệ. Nghiên cứu về môi trường này sẽ là một lĩnh vực mới của khoa học. Với những gì chúng ta đã biết về ánh sáng, chúng ta có thể nêu một số tính chất của môi trường này như sau. Là một môi trường bao trùm toàn bộ vũ trụ và có thể rộng hơn. Điều này giúp cho tia sáng có thể di chuyển khắp nơi trong vũ trụ. Và do tương tác giữa các tia sáng mà trong vũ trụ hầu như không có nơi nào là độ lạnh tuyệt đối. Môi trường hạt ánh sáng không cố định là rất linh động. Bởi nó không tạo nhiều lực cản cho mọi hạt, mọi vật thể đang chuyển động. Lực cản này sẽ tăng lên khi các hạt, các vật thể di chuyển với tốc độ rất cao. Trong tác dụng của lực hấp dẫn, một phần của môi trường này sẽ tạo thành quang quyển xung quanh các hạt, các vật thể, gọi là các thực thể. Thậm chí, các phần tử của môi trường còn thâm nhập vào bên trong các thực thể đó để tạo nên quang quyển riêng cho mỗi thực thể. Quang quyển riêng di chuyển cùng với thực thể. Do lực hấp dẫn quá lớn mà trong một vùng không gian xung quanh hố đen, tôi không thích cái tên gọi này vì nó không chính xác, không có quang quyển và làm cho ánh sáng không di chuyển được qua vùng không gian này. Môi trường hạt ánh sáng có thể đóng gói và di chuyển. Điều này có được là do tương tác giữa các photon với các thành phần vật chất tạo ra gói. Môi trường ánh sáng trong thí nghiệm của Markerson Morley đã di chuyển cùng với thiết bị thí nghiệm nên không hề có sự chênh lệch nào về độ dài đường đi của các tia sáng. Bản chất của ánh sáng là năng lượng. Sự di chuyển của ánh sáng là sự di chuyển của năng lượng. Năng lượng không thể tự di chuyển mà phải thông qua sự vận động của vật chất. Và trong trường hợp này là sự vận động của các photon. Các photon vận động tương tác với nhau và thông qua tương tác đó chúng chuyển giao năng lượng cho nhau là năng lượng di chuyển. Còn các photon thì chỉ dao động tại một vị trí mà không di chuyển xa cùng năng lượng được.
bởi sự cản trở của các photon cận kề. Điều này làm cho ánh sáng di chuyển dưới dạng sóng, một hình thức di chuyển mà có vật chất tiếp thu năng lượng đã không đồng hành cùng với năng lượng trong suốt quá trình di chuyển, nhưng giúp truyền tải năng lượng dưới dạng xung. Tốc độ di chuyển của ánh sáng là có giới hạn, nhưng tốc độ di chuyển của các photon là không có giới hạn và phụ thuộc vào năng lượng mà nó nhận được. Mức năng lượng càng cao, tốc độ di chuyển của các photon càng lớn. Chu kỳ tương tác giữa các photon theo đơn vị thời gian càng ngắn, và điều này làm cho tần số ánh sáng cũng tăng lên. Tần số cao biểu thị cho mức năng lượng cao của ánh sáng. Biên độ dao động của các photon tăng cao cũng giúp truyền tải mức năng lượng cực lớn khi tần số dao động không tăng. Đây là hình thức di chuyển của năng lượng được gọi là tia laser, và cũng là câu trả lời tại sao tia laser có năng lượng lớn lên như vậy. Biên độ dao động của các photon trong tia laser có thể lớn hơn nhiều lần khoảng cách giữa các photon. Do các hạt không liên kết chặt chẽ nên môi trường hạt ánh sáng cũng có những xáo trộn khi xuất hiện các trạng thái vật lý không đồng nhất giữa các khu vực liền kề trong môi trường, có thể có bão, dông trong môi trường này. Các môi trường vật chất khác có thể ảnh hưởng tới sự chuyển ánh sáng khi chúng hòa lẫn vào môi trường hạt ánh sáng. Điều này thể hiện bằng sự thay đổi hướng và tốc độ di chuyển của ánh sáng. Lực hấp dẫn tác động tới hạt ánh sáng, nhưng không tác động tới tia sáng, bởi phản lực giữa các hạt ánh sáng giữ cho chúng chống lại tác dụng thay đổi vị trí của chúng do lực hấp dẫn tạo ra. Từ nhận định về bản chất ánh sáng và môi trường truyền ánh sáng, chúng ta có thể định nghĩa về ánh sáng như sau. Ánh sáng là sự di chuyển của năng lượng dưới dạng sóng dọc. Sóng này được tạo nên từ sự dao động của một hay nhiều tập hợp các hạt ánh sáng. Thưa các bạn, với định nghĩa này, tôi đã trả lời cho các bạn câu hỏi ánh sáng là gì. Ánh sáng không phải là năng lượng như cách mà chúng ta đang gọi là quang năng. Ánh sáng chỉ là đối tượng truyền tải năng lượng. Các hạt ánh sáng cũng không phải là năng lượng mà chỉ là một thành phần trong ánh sáng. Chúng không phải là các lượng tử năng lượng, bởi chúng có thể mang nhiều mức năng lượng khác nhau, và do đó cũng không thể gọi chúng là các lượng tử ánh sáng. Tôi chắc chắn rằng những kết luận của tôi về ánh sáng đã khác và có thể là ngược lại với mọi quan niệm ánh sáng đang hình thành. Tôi cũng chắc chắn rằng có nhiều bạn còn ngờ vực bởi còn nhiều hiện tượng ánh sáng khác mà tôi chưa giải thích, hoặc các bạn có một số cách giải thích khác. Ví dụ, giải thích hiệu ứng Doppler, các bạn đưa ra cách di chuyển của ánh sáng là một đoàn hạt. Cách giải thích này chỉ dùng được cho một quá trình và không đủ cơ sở để kết luận ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt. Hoặc các bạn có thể giải thích việc tia laser có năng lượng rất cao là do hạt ánh sáng từ buồng cộng hưởng phóng ra như một dòng thác. Vấn đề nằm ở chỗ, thác chỉ có năng lượng cao khi chúng được tăng tốc dòng chảy sau quá trình tạo thác. Còn trong tia laser thì tốc độ đó là không tăng. Nếu các bạn cho rằng dòng thác photon đó có năng lượng cao là do số lượng các hạt photon tạo ra, thì các bạn là những người có ý tưởng sáng chế ra thiết bị tạo tia laser có hiệu suất rất cao và đơn giản so với mong ước hiện nay. Tôi tin chắc rằng thiết bị này không được tạo ra dù rất là đơn giản, bởi cách giải thích này là sai lầm. Còn nhiều hiện tượng ánh sáng khác cần giải thích cho các bạn hiểu, nhưng như thế tôi sẽ phải làm thêm nhiều video clip nữa. Mong muốn của tôi là các bạn hãy tự giải thích, bởi điều này sẽ nâng tầm trí tuệ của các bạn lên rất nhiều. Về vấn đề giao thoa của ánh sáng, tôi chỉ nói ngắn gọn thế này. Do ánh sáng là sóng dọc nên các tia sáng khó giao thoa với nhau. Và khi đã giao thoa được với nhau, chúng làm thay đổi tần số của nhau và màu sắc riêng của từng tia sáng sẽ chuyển thành màu trung gian giữa hai màu đó. Đây là một đặc điểm giao thoa của sóng dọc, và khác với đặc điểm giao thoa của sóng ngang là làm thay đổi biến độ sóng. Đây là điều tôi đã nói ở trên, giao thoa ánh sáng có thể quan sát được bằng mắt thường. Với ba tấm kính lọc tràn được ba màu đỏ, xanh dương, xanh nước biển đặt chồng lên mặt điện thoại thông minh, nếu vẫn quan sát được hình ảnh màu qua tấm kính đó, thì các tia sáng đó chính là các tia giao thoa. Rất tiếc là tôi không có điều kiện để kiểm chứng điều này. Bạn nào có khả năng hãy làm kinh nghiệm và xác định giúp tôi nhé. Và tôi xin cảm ơn. Thưa các bạn, tôi có viết một cuốn sách nhân đề Một cuộc đối thoại giữa Einstein và PVH, có cùng chủ đề với những video clip này. Những cách trình bày có khác nhau. Có những vấn đề ánh sáng được đề cập và phân tích trong cuốn sách nhưng không được tôi đưa vào các video này. Nhưng cũng có những vấn đề nêu ra trong các video được tôi phân tích sâu hơn trong sách. Ngoài ra, còn có nhiều vấn đề liên quan ánh sáng, liên quan đến thuyết tương đối hẹp của Einstein cũng được nêu trong sách. Mặc dù tôi hoàn thành cuốn sách này từ năm 2013, nhưng tôi gặp khó khăn nên không thể đưa cuốn sách sớm đến các bạn.
Hy vọng khó khăn này sẽ sớm được khắc phục. Thưa các bạn, tôi rất muốn sau khi đưa các video clip này lên Internet, tôi được giao lưu với các bạn. Nhưng tôi còn nhiều việc khác phải làm. Trên tay tôi hiện nay ngoài bản thảo cuốn Một cuộc đối thoại giữa Einstein và Bích Pháp, còn các bạn thảo cuốn Điều gì sau những giấc mơ, các bạn hãy nhìn. Nó khá dày phải không? Đây là kết quả của hai, thì phải là ba công trình nghiên cứu khoa học của tôi mà tôi đã tiến hành từ hơn 30 năm trước và đã kết thúc trước khi tôi chuyển sang nghiên cứu về ánh sáng. Trong đó, công trình thứ nhất nghiên cứu về hoạt động cao cấp của hệ thần kinh. Nhà khoa học người Nga Ivan Petrovich Pavlov đã tìm ra hai phương thức hoạt động thần kinh cơ bản là phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Còn để có hoạt động thần kinh cao cấp như của con người, hệ thần kinh cần có thêm 3 phương thức nữa. Những ai quan tâm đến trí tuệ nhân tạo cần biết đến 3 phương thức hoạt động thần kinh này là như thế nào. Công trình thứ hai nằm lẫn trong công trình thứ nhất liên quan đến một số vấn đề về sinh học. Công trình thứ ba nghiên cứu về việc mọi thứ trong vũ trụ này được tạo ra như thế nào và quan điểm cơ bản thể hiện trong phát biểu về mối quan hệ đặc biệt giữa vật chất và năng lượng. Mối quan hệ đặc biệt này được tôi phát biểu như sau. Triết học duy vật biện chứng đến nay cho rằng vạn vật trong vũ trụ là vật chất, năng lượng là một dạng vật chất đặc biệt. Vật chất luôn vận động và vận động là thuộc tính của vật chất. Thực tế, vạn vật trong vũ trụ này được hình thành bởi hai yếu tố cơ bản là vật chất và năng lượng. Vật chất và năng lượng là hai khái niệm và hai phạm chủ triết học riêng nhưng có mối quan hệ đặc biệt với nhau. Chúng là hai bản thể của vũ trụ. Vật chất luôn vận động, nhưng vận động không phải là thuộc tính của vật chất. Vật chất với các cấu trúc của nó là nơi trú ngụ và phát huy tác dụng của năng lượng. Còn năng lượng giúp cho vật chất có cấu trúc và làm cho các cấu trúc đó vận động. Mối quan hệ này vì vậy trở nên đặc biệt. Không có năng lượng thì vật chất không có cấu trúc và sự vận động. Ngược lại, không có vật chất thì năng lượng không có nơi cư trú và phát huy tác dụng của nó. Đây là nguyên lý cơ bản và cũng là ý nghĩa triết học của mối quan hệ đặc biệt giữa vật chất và năng lượng. Điều này nghe có vẻ chúc chắc và khó hiểu phải không các bạn? Xin nhấn mạnh với các bạn, đây là nguyên lý cơ bản của vũ trụ và ba hình thức di chuyển mà tôi đã nêu trong video thứ hai, đó là di chuyển dưới dạng sóng, dạng nửa sóng và di rời là tuân theo nguyên lý này. Và ánh sáng tất nhiên cũng không là ngoại lệ. Có nhiều bạn đọc đã biết phát biểu này của tôi qua là bài ý nghĩa triết học của mối quan hệ đặc biệt giữa vật chất và năng lượng mà tôi đã đưa lên trang VLOS phiên bản tiếng Việt cách đây khá lâu. Và bài này chỉ là tóm tắt những nét chính của công trình. Có thể các bạn sẽ hỏi tôi tại sao không công bố những công trình này. Đây là lý do. Thứ nhất, tôi không phải là nhà nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp. Thứ hai, tôi rất kém ngoại ngữ. Tôi phải nhờ Google Dịch giúp tôi chuyển ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh cho phiên bản tiếng Anh của các video này. Xin cảm ơn Google. Tôi không biết các bạn nước ngoài hiểu hết và đúng những điều tôi nói qua bản dịch của Google hay không. Nguyên nhân thứ ba, có thể tôi đưa nhiều thứ vào một cuốn sách, mặc dù chúng liên quan đến nhau trong một hệ thống lớn, nhưng sẽ gây khó cho nhiều bạn đọc. Vì vậy, tôi muốn biết tập lại cách các công trình nghiên cứu trước khi đưa chúng đến tay bạn đọc. Những cái mà tôi muốn thực hiện ngay sau khi đưa ra các video clip này lên Internet là bắt tay vào tạo dựng các video trong lĩnh vực y học mà tôi tin là rất hữu ích bởi nó mang tính thực tiễn rất cao, rất hiệu quả trong chữa bệnh và cũng rất dễ thực hành. Các video này sẽ có tiêu đề Bí ẩn của phương pháp chữa bỏng bằng thổ hương và liệu pháp môi trường nhiệt trong y học. Đây là một khám phá của tôi sau tai nạn của mình và tôi muốn phổ biến rộng rãi vì nó giúp ích cho rất nhiều người bởi tính hiệu quả và đơn giản của chúng. Xin nói rõ, phương pháp chữa bỏng không phải là của tôi. Tôi chỉ khám phá bí ẩn của một phương pháp chữa bỏng không dùng đến thuốc kháng sinh, không dùng tới thuốc sát trùng, không dùng bông băng, không cần đến các trang thiết bị y học hiện đại và đắt tiền, vết thương mau lành và không để lại sẹo. Xin thứ lỗi nếu tôi không kịp giao lưu với các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã dành nhiều thời gian theo dõi, mặc dù tôi biết trong vũ trụ này không hề có thời gian. Hẹn sớm gặp lại các bạn trong các video mới.